Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 123. Sâm Tổ rất vui, ông ấy nói, lần đầu gặp mặt không có gì hay để tặng cho cậu cả. Mỗi một kỷ nguyên, ta ra hoa một lần, kết trái một lần, ra được một số quả chín. Ta để dành mấy cân ở đây, cậu cầm lấy mà ăn đi, nó rất tốt cho cơ thể đấy. Ngô Bình nói, anh Sâm, không có công không thể nhận bổng lộc. Sâm Tổ cười nói, bọn họ có việc nhờ cậu, đương nhiên ta cũng có. Những người trải qua đại kiếp kỷ nguyên giống như chúng ta, trên người hoặc ít hoặc nhiều đều có một số vấn đề. Sau đại kiếp kỷ nguyên, tiềm lực sinh mệnh của ta bị tiêu hao hơn nửa, muốn khôi phục lại như lúc ban đầu thì phải dùng nước thần thái sơ tưới. Nhưng nước thần thái sơ quá khó tìm, ta khổ sở tìm kiếm đã nhiều năm nay cũng không có kết quả. Ngô Bình hiểu ý của ông ấy, anh nói, anh Sâm, anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giúp anh tìm thái sơ thần quang. Nếu như tìm được, tôi sẽ mang tới đây ngay. Sau khi gặp mặt mấy vị bô lão này, Ngô Bình cũng không khách sáo nữa, bắt đầu thu thập dược liệu ở khắp nơi để luyện chế. Không bao lâu sau, anh đến một sơn cốc, trong tai vang lên giọng nói của Liễu Thần, Huyền Bình, động thần nông ở trong hang. Ngô Bình lập tức rảo bước nhanh, anh đến một sơn cốc, vừa nhìn đã thấy động thần nông. Động thần nông trông có vẻ rất bình thường. Nhưng anh đi đến cửa động thì bỗng nhiên dừng chân. Lạc Ngưng Đan tò mò hỏi, Huyền Bình, sao cậu không vào? Ngô Bình khẽ thở dài, em cảm nhận được khí tức của Thánh Hoàng, trước khi em trở thành Thánh Hoàng, e là không thể nào mở được không gian của thần nông. Lạc Ngưng Đan, cậu không thử sao? Ngô Bình lắc đầu, không cần thử, chắc chắn không được, khí tức của thần nông nói với em, nếu như không đạt được đến cảnh giới Thánh Hoàng. Muốn mở không gian của thần nông là điều không thể. Hái dược liệu xong, hai người quay trở về Đan Vương Lâu, chia nhau luyện chế đan dược. Trong lúc nghỉ ngơi, Ngô Mi chạy qua xem anh luyện đan, anh lấy một quả đào ra. Quả đào này là của đào tổ, mạnh gấp nhiều lần so với quả bàn đào. Ngô Mi cắn một miếng, trong miệng lan tỏa hương thơm, ngay sau đó cô ấy giống như say rượu, đứng cũng không vững nữa. Ngô Bình dìu cô ấy vào phòng rồi nói, tiểu mi em ngủ một giấc là có thể hấp thu tác dụng của quả đào. Ngô Mi không thể mở mắt được, cô hỏi, anh, ăn nó rồi thì có phải em cũng sẽ thành tiên không? Ngô Bình cười nói, ăn quả đào này, em ngủ một giấc thì đã tu luyện đến đại đạo quân rồi. Đợi đến khi Ngô Mi ngủ say, Ngô Bình lại cầm một quả đào đưa cho Đào Như Tuyết và Tiên Nhi ăn. Tiên Nhi ăn một quả đào xong thì cũng giống như say mà ngủ một giấc, Đào Như Tuyết lại chẳng hề gì, nhưng cũng phải ngồi thiền luyện hóa. Lúc này, Hồng Lăng đi tới, sắc mặt của cô có chút căng thẳng, cô ấy nói, đại ca, có lẽ em đã tìm được cha mẹ em rồi. Ngô Bình nói, vậy sao? Sao em tìm được họ? Hồng Lăng lấy một tờ giấy ra, bên trên vẽ một huy hiệu, loại huy hiệu này có rất nhiều ở tiên giới. Đa số là huy hiệu của gia tộc, bình thường chỉ có gia đình giàu có mới có loại huy hiệu đặc biệt này. Ngô Bình nói, đây là huy hiệu, nó có liên quan gì đến thân thế của em? Hồng Lăng gật gật đầu, cô ấy quay người, lộ ra vai trái, chỉ thấy trên vai trái của cô ấy có một huy hiệu y như này, màu mận chín, vô cùng rõ nét. Ngô Bình gật gật đầu, Hồng Lăng, em yên tâm, anh sẽ mau chóng tra ra được huy hiệu này của gia tộc nào. Những huy hiệu như này rất dễ nhận ra, Ngô Bình không hỏi nhiều người mà chỉ nghe ngóng lai lịch của nó. Huy hiệu này là vật sở hữu của nhà họ Ngọc ở tiên giới. Nhà họ Ngọc là gia tộc khá lớn mạnh của tiên giới, có một vị đạo tổ trấn giữ, hơn nữa còn từng sinh ra một vị họa thánh. Vì thế về sau nhà họ Ngọc chủ yếu kinh doanh thư họa. Giống như thế tục, người tu hành cũng thích thư họa. Nhà họ Ngọc bởi vì có họa thánh. Việc kinh doanh thư họa vô cùng phát đạt, trở thành gia tộc giàu có một vùng. Nhà họ Ngọc không ở đại thế giới trung ương mà nằm ở đại thế giới tử nguyên. Đại thế giới tử nguyên nằm giáp với đại thế giới trung ương, mặc dù không bằng đại thế giới trung ương nhưng cũng là một nơi vô cùng sầm uất. Gia chủ hiện tại của nhà họ Ngọc còn cưới cô con gái của tiên đốc ở đại thế giới tử nguyên. Có mối quan hệ này, địa vị của nhà họ Ngọc có địa vị ở đại thế giới tử nguyên rất cao. Có rất ít thế lực dám khiêu khích nhà họ Ngọc. Ngô Bình không luyện đan nữa, dẫn Hồng Lăng đến đại thế giới tử nguyên, tìm đến thành phố mà nhà họ Ngọc đang tọa lạc,
Hội Thiên Thành. 1/3 nhà cửa và tài sản ở Hội Thiên Thành đều thuộc về nhà họ Ngọc. Nhà họ Ngọc là gia tộc lớn nhất ở Hội Thiên Thành, ngay cả thành chủ cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu trước họ. Đến trước cổng nhà họ Ngọc, Ngô Bình nhìn lướt qua rồi hỏi Hồng Lăng, bây giờ chúng ta vào trong rồi tìm bố mẹ của em. Hồng Lăng lắc đầu, anh à, anh đừng để lộ thân phận, cứ nói là đại ca của em. Em muốn biết trong lòng họ còn có em nữa không, còn chấp nhận em không? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói, ừ, mọi chuyện đều nghe em vậy. Hồng Lăng đi đến trước cánh cổng cao, cánh cổng này rộng đến mấy trăm mét, có 9 cửa tò vò, nền đất được lát bằng tiên thạch, có thêm 4 bức tượng thú giữ đứng đó. Bước đến trước cổng, một người gác cổng nhìn hai người hỏi, làm gì đấy, không biết đây là cổng Ngọc Phủ sao? Cách xa nơi này ra. Hồng Lăng, tôi là người nhà họ Ngọc, trước kia bị thất lạc, bây giờ quay về nhận người thân. Nhận người thân, người gác cổng này nửa tin nửa ngờ. Anh ta chỉ là một người ở tầng đáy xã hội không có khả năng phán đoán gì, ngẫm nghĩ rồi lại nói cô có bằng chứng gì không? Hồng Lăng, trên vai tôi có dấu huy hiệu gia tộc của nhà họ Ngọc. Người gác cổng gật đầu, trên người nhà họ Ngọc đúng là có dấu vết huy hiệu, vậy cô đợi một lát, tôi đi báo chuyện này với quản gia. Lúc này, trong biệt thự của nhà họ Ngọc, một người đàn ông trung niên đang ôm một cậu bé chừng vài tuổi, tay phải cầm bút vẽ lên tường. Bức tranh của ông ta thoạt nhìn có vẻ chỉ là vài nét vẽ, thật ra lại tuyệt diệu đến khó tin, đã đạt đến mức đỉnh cao của hội họa. Sau khi vẽ một con ngựa, người đàn ông nhấc bút lên, con ngựa này thế mà lại chuyển động, chạy ở trong thế giới của bức tranh, còn phát ra tiếng hí. Cậu bé vỗ tay, bố vẽ đẹp quá, con cũng muốn học. Lúc này một người phụ nữ mặc đồ cổ trang bước đến cười nói, Khánh Thư, con còn nhỏ lắm, có biết gì về hội họa cao thâm đâu. Người đàn ông nói, con đường hội họa có thể nhập thánh, tôi nhất định sẽ trở thành họa thánh thế hệ mới, con trai mình dĩ nhiên cũng không thể thua kém, phải được rèn luyện, học tập từ nhỏ. Lúc này một người dáng vẻ quản gia bước vào nói, ông chủ, bên ngoài có một cô gái khoảng đầu 20, tự xưng là người nhà họ Ngọc thất lạc nhiều năm. Người đàn ông tên Khánh Thư nhíu mày, nhà họ Ngọc từng có người đi lạc bao giờ? Ông đi xem thử nếu là người muốn tiền thì cứ cho cô ta một ít là được. Quản sự, vâng, tôi đi ngay. Ngô Bình và Hồng Lăng đợi bên ngoài mười mấy phút mới nhìn thấy một quản gia đi ra. Quản gia ngẩng cao đầu liếc nhìn Hồng Lăng rồi nói cô là người nhà họ Ngọc. Vậy hãy cho tôi xem dấu huy hiệu của cô. Ngô Bình, vai của con gái sao có thể cho ông tùy tiện nhìn được. Quản gia nhướng mày, cậu này, cậu là ai? Hồng Lăng, anh ấy là đại ca của tôi. Quản gia hừ một tiếng, không nhìn thấy dấu hiệu, sao tôi xác định được cô có phải là kẻ lừa đảo hay không? Ngô Bình, muốn xem cũng được, bảo phụ nữ của nhà họ Ngọc đến kiểm tra là được. Quản gia nhíu mày, lá gan của cậu cũng không nhỏ nhỉ, dám đấu võ mồm với quản gia. Người đâu, đánh hắn ba bạt tai. Người làm đằng sau ông ta lập tức bước đến định tát Ngô Bình. Ngô Bình không động đậy, Hồng Lăng vung tay lên, mấy người này bị kiếm quang đánh bật ra sau, cô ấy lạnh lùng nói, đánh đại ca của tôi à, các người là cái thá gì, cút đi. Quản gia hoảng sợ, vì sức mạnh Hồng Lăng phóng ra quá mức đáng sợ, cô ta là đạo quân sao? Quản gia lập tức thay đổi sắc mặt nói, cô gái, tôi đùa thôi, cô đừng tức giận. Thế này nhé, tôi vào trong gặp ông chủ để ông ấy quyết định. Ông ta xoay người đi vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm, tu vi cao như thế chắc sẽ không nói dối tự xưng mình là người nhà họ Ngọc đâu nhỉ. Vào trong gặp người đàn ông trung niên lần nữa, ông ta nói hết sự tình lúc nãy. Nghe nói cô gái bên ngoài có thực lực rất mạnh, người đàn ông trung niên vui mừng nói, dẫn cô ta vào đi. Không lâu sau, Ngô Bình và Hồng Lăng được mời vào sảnh lớn, quản gia nói, mời hai vị ngồi uống trà đợi một chút. Ông chủ tôi đến ngay. Vài phút sau, một người đàn ông trung niên bước ra, lúc ông ta nhìn thấy Hồng Lăng, vẻ mặt hơi sững lại, sau đó bước nhanh đến đứng trước mặt Hồng Lăng. Nhìn một lúc, ông ta hỏi, mẹ của cô là ai? Hồng Lăng cũng nhìn người đàn ông nói, tôi không biết tên của bà ấy. Người đàn ông vẫy tay, một bước chân dung bay đến,
bên trên là hình của một người phụ nữ váy đỏ rất xinh đẹp và trẻ trung, gương mặt khá giống Hồng Lăng. Nhìn người trong bức tranh, Hồng Lăng vui mừng nói, đây là mẹ tôi, ông có chân dung của bà ấy, ông biết bà ấy sao? Người đàn ông trung niên khẽ thở dài, cô ấy thế mà lại mang thai. Thấy ông ta không trả lời, Hồng Lăng hỏi, bố của tôi là ai? Người đàn ông nhìn cô ấy với vẻ mặt phức tạp, nói, con à, ta là bố của con. Năm đó, mẹ con là tỳ nữ trong nhà bố, bố đã ngoại tình với bà ấy sau khi uống rượu say. Sau khi bà ấy mang thai con, bà ấy sợ bị trách tội nên đã chạy trốn khỏi nhà họ Ngọc, tung tích không rõ, ta không nghĩ tới bà ấy sẽ sinh đứa nhỏ ra. Hồng Lăng sửng sốt, mẹ mình chỉ là một tỳ nữ ở đây sao? Cô ấy nói, nơi này là tiên giới, nhưng mẹ của tôi ở đại lục Côn Luân mà. Người đàn ông, mặc dù bà ấy là tỳ nữ nhưng cũng có chút tu vi, muốn đến hạ giới cũng không khó. Con à, bây giờ mẹ con vẫn khỏe chứ? Hồng Lăng nhìn người đàn ông tự xưng là bố ruột của mình, trong lòng lại không có chút cảm giác thân thuộc nào, cô ấy lắc đầu nói, đã lâu rồi tôi không gặp bà ấy, không biết còn sống hay đã chết. Người đàn ông bước đến trước nói, con tên gì? Tôi là Hồng Lăng, Hồng Lăng rất lạnh nhạt. Người đàn ông gật đầu, Hồng Lăng, năm đó là ta không đúng, làm hại hai mẹ con lưu lạc bên ngoài. Thế này nhé, sau này con cứ ở lại nhà họ Ngọc. Nó không thể ở lại đây, bỗng có một người phụ nữ xinh đẹp ôm một đứa bé bước vào, chính là phu nhân hiện tại nhà họ Ngọc. Người đàn ông vội nói, Mỹ Chi, nói thế nào Hồng Lăng cũng là con gái của anh, hay là để nó ở lại đi. Người phụ nữ cười mỉa, con gái gì chứ, một đứa con hoang do tỷ nữ sinh ra thôi mà, đuổi ra ngoài đi, đừng làm ô nhiễm nhà họ Ngọc. Hồng Lăng nhìn người phụ nữ này, kiếm khí xung quanh dâng lên. Người đàn ông vội chắn trước mặt người phụ nữ, nhíu mày nói, Hồng Lăng, không được hỗn láo, đây là vợ của ta. Hồng Lăng nhìn ông ta, chậm rãi thu kiếm khí lại rồi nói, tôi không định đến nhà họ Ngọc các người đâu, tôi chỉ muốn đến xem thử bố ruột của tôi là người như thế nào thôi. Nói rồi cô ấy xoay người đi, không hề có một chút lưu luyến. Ngô Bình cũng đi theo ra khỏi sảnh lớn. Thấy cô ấy đi rồi. Người phụ nữ tức giận nói, đồ con hoang, dám động kiếm trước mặt tao. Người đâu, điều tra rõ nơi ở của hai người này. Ngọc Khánh Thư khẽ thở dài, Mỹ Chi, cần gì phải thế? Hồng Lăng không hề có sai lầm trong chuyện năm đó, hơn nữa em cũng thấy rồi đó, nó không muốn đến nhà họ Ngọc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người phụ nữ nói, trong mắt Tần Mỹ Chi tôi không chứa nổi một hạt cát. Nếu đồ con hoang này đã xuất hiện thì tôi sẽ không để nó sống sót. Nếu không, ngộ nhỡ ngày nào đó nó uy hiếp con trai chúng ta thì sao? Khánh Thư, anh cứ mặc kệ chuyện này đi, dù sao anh cũng không có tình cảm với đồ con hoang đó, tôi giết thì cũng đã giết rồi. Sau khi rời khỏi nhà họ Ngọc, tâm trạng của Hồng Lăng không được tốt. Cô ấy tâm trạng chiếu nặng, im lặng đi về phía trước. Ngô Bình nhẹ nhàng nói, Hồng Lăng, chúng ta chỉ tới gặp bố ruột của em một lần, tất cả vẫn như cũ không có gì thay đổi, em cũng không cần quá đau lòng. Hồng Lăng lắc đầu, em không buồn, em chỉ hơi thất vọng. Khi còn bé, em thường tưởng tượng bố mình là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, lương thiện tốt bụng. Nhưng khi em thực sự nhìn thấy bố mình, em nhận ra rằng đó rốt cuộc cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Ngô Bình xoa đầu cô, nói, không phải còn có anh là anh trai em sao? Đi thôi, chúng ta trở về đi. Hồng Lăng liếc nhìn con đường trước mặt, nói anh, nếu đã tới đây rồi thì chúng ta đi tới thành Hội Thiên dạo một vòng đi. Ngô Bình gật đầu, được, anh dẫn em đi dạo một vòng. Hai bên đường hầu hết là các phòng trưng bày tranh, người ra vào đa phần là người nơi khác đến mua tranh. Ngô Bình không có hứng thú với tranh, nhưng khi đi ngang qua một phòng trưng bày tranh, anh đột nhiên dừng lại và nói với Hồng Lăng, chúng ta hãy vào xem một chút. Trong phòng trưng bày tranh có mấy chục vị khách đang chọn tranh, Ngô Bình nhìn quanh, phát hiện những bức tranh này đều là hàng tốt, ít nhất phải hơn gấp trăm gấp nghìn lần những bức tranh ở thời đại trái đất. Chủ phòng tranh là một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, khí chất thanh nhã. Cô ấy mặc một bộ váy màu tím, thân thiện mỉm cười nói, quý khách muốn xem bức tranh nào?
Ngô Bình đáp, tôi sẽ xem một chút, có tranh thư pháp của các nghệ sĩ nổi tiếng đương thời không? Chủ cửa hàng gật đầu, có, mời anh lên lầu 2. Khi Ngô Bình lên đến tầng 2, anh phát hiện ra số tranh ở đây ít hơn dưới tầng rất nhiều và chỉ có hơn chục khách. Anh nhanh chóng nhận thấy có một bức tranh cuộn lại đặt trên bàn dường như không được ai chú ý đến. Anh xem vài bức tranh, cuối cùng chọn hai bức tranh phong cảnh, tác giả đều là những họa sĩ đại tài trong giới hội họa. Sau đó anh còn chọn thêm hai bức tranh chân dung nhân vật. Sau khi chọn xong tranh, anh chỉ vào bức tranh cuộn trên bàn rồi hỏi, cô chủ, tôi có thể xem bức tranh đó được không? Chủ phòng tranh, đương nhiên. Nói rồi, cô ấy mở bức tranh ra. Bức tranh này dài 3 mét, rộng 2 mét, bên trên vẽ hàng vạn đường nét, có dày có mỏng, nhìn lộn xộn, không giống một bức họa nổi tiếng chút nào. Ngô Bình nhìn lướt qua, cười nói, đây là tranh gì vậy? Cảm giác như là ngẫu hứng vẽ ra vậy. Chủ phòng tranh, bức tranh này có lịch sử lâu đời, chắc là từ thời đại thánh nhân. Đây là một bức bí họa, tôi cứ cảm thấy nó có gì đó rất phi thường nhưng đáng tiếc nhãn lực của tôi có hạn, vì vậy không thể nhìn thấy bí ẩn bên trong đó. Ngô Bình hỏi, bí họa là cái gì? Chủ phòng tranh, chính là một bức tranh ẩn chứa bí mật bên trong, chỉ khi gặp được người có duyên mới có thể mở ra, nhìn thấy chân tướng trong bức tranh. Ngô Bình, thật thú vị. Có thể coi bức tranh này như một món quà tặng kèm cho tôi có được không? Bốn bức tranh anh mua trị giá đều trên 10 triệu tiền đạo nên cô chủ đáp ngay, được chứ? Sau khi gói xong tranh cho Ngô Bình, cô chủ tiễn anh ra tận trước cửa phòng trưng bày, nói tiên sinh, sau này mong anh sẽ đến phòng tranh nhiều hơn để ủng hộ chúng tôi. Ngô Bình cười đáp, nhất định rồi. Ngô Bình mới đi được vài bước liền nhìn thấy một người đàn ông mang theo một đám tùy tùng lao tới. Người đàn ông nhướng mày cười lạnh nói, Diệp Tinh Trúc, cô đã nghĩ kỹ chưa? Nhìn thấy người đàn ông này, cô chủ phòng tranh cười nói, cậu chủ Ngọc lại tới tìm tôi có việc gì vậy? Người đàn ông cười lạnh, cô còn giả ngu sao? Để tôi nói cho cô biết, thiếu gia đây nay đã hết kiên nhẫn. Hôm nay tôi sẽ lôi cô đi, liệu hồn mà hầu hạ tôi cho tốt. Nói xong, hắn phất tay, hai cao thủ khóa chặt Diệp Tinh Trúc. Diệp Tinh Trúc tức giận nói, cậu chủ Ngọc, tôi là đối tác làm ăn của nhà cậu, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Người đàn ông cười nói, đã là đối tác làm ăn, sao còn hết lần này đến lần khác từ chối tôi? Đưa đi, hôm nay tôi nhất định phải ngủ với bà chủ xinh đẹp này. Thấy hắn ta ngang nhiên bắt người giữa ban ngày, Ngô Bình quay lại vỗ vai hắn ta. Người đàn ông đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Ngô Bình, tức giận nói, sao mày dám vỗ vai tao? Ngô Bình hỏi, vai của anh là bùn đất hay sao mà không được vỗ? Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Hắn ta vươn tay định đấm vào mặt Ngô Bình. Rắc! Nhưng khi tay hắn còn cách Ngô Bình chừng bốn ngón tay thì như đụng phải thứ cứng nhất trên đời khiến xương cổ tay và ngón tay đều vỡ nát. Hắn rên lên vì đau đớn. Lên đánh hắn cho tôi, gã đàn ông hét lên. Những người theo sau xông tới nhưng bị Ngô Bình quật ngã xuống đất, gân cốt đứt lìa, kêu lên đau đớn. Ngô Bình nắm tóc của thiếu gia họ Ngọc, hỏi anh là gì của Ngọc Khánh Thư. Gã đàn ông hung hăng nhìn chằm chằm Ngô Bình, đó là chú bảy của tao. Ngô Bình, quả nhiên là người nhà họ Ngọc, tôi thấy anh vẫn không phục, vậy thế này đi, tôi ở chỗ này chờ anh đi tìm cao thủ đến đây. Vừa nói, anh vừa ném gã đàn ông sang một bên. Gã đàn ông chỉ vào Ngô Bình, sau đó dẫn đám tùy tùng ra khỏi phòng trưng bày, có vẻ như hắn định quay lại gọi thêm người. Cô chủ Diệp Tinh Trúc khẽ thở dài nói, tiên sinh, sao anh phải bận tâm chuyện này kia chứ? Nhà họ Ngọc là thế lực lớn nhất ở thành Hội Thiên này, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Tiên sinh xin hãy rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt. Diệp Tinh Trúc này cũng có lương tâm, cô ấy không muốn liên lụy đến Ngô Bình nên mới bảo anh rời đi ngay lập tức. Ngô Bình đáp, tôi vốn đã không vừa mắt nhà họ Ngọc này, vừa hay đang muốn giáo huấn bọn chúng. Anh liếc nhìn một nhà hàng đối diện với phòng trưng bày tranh, nói, Hồng Lăng, chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi, tiện đường đợi mấy tên khốn kiếp này quay lại. Hồng Lăng gật đầu, được.
Do chuyện này vốn là do Diệp Tinh Trúc mà ra nên cô ấy cũng cùng đi tới nhà hàng. Diệp Tinh Trúc vốn là khách quen của nhà hàng này. Cô ấy gọi 10 món ăn, một vò rượu, nói tôi tên là Diệp Tinh Trúc, đến giờ còn chưa được biết quý danh của tiên sinh. Ngô Bình, Lý Huyền Bình, còn đây là em gái tôi Hồng Lăng. Thì ra là Lý tiên sinh và Hồng Lăng tiểu thư, vừa rồi tiên sinh làm việc trượng nghĩa khiến tôi rất cảm kích. Tôi xin kính tiên sinh một ly. Nói rồi cô nâng ly rượu lên uống cạn. Ngô Bình cũng uống một ly và nói, cô Diệp, cô đã mở một phòng trưng bày tranh khi còn trẻ như vậy, đúng là tài giỏi. Ngô Bình có thể nhận ra tu vi của Diệp Tinh Trúc không cao, chỉ là địa tiên, nhưng quy mô phòng tranh này của cô ấy không hề nhỏ. Diệp Tinh Trúc khẽ thở dài, phòng trưng bày tranh là do bố tôi mở ra. 3 năm trước, bố tôi mê vẽ tranh, vẽ đến tẩu hỏa nhập ma. Đến nỗi hiện tại gia đình tôi phải nhốt ông ấy dưới lòng đất. Bố tôi chỉ có mình tôi là con gái nên tôi không còn cách nào khác, đành một mình tiếp quản phòng trưng bày tranh này. Nhưng hiện tại, các họa sĩ đang tạo áp lực rất lớn lên phòng tranh của tôi, khó khăn lắm mới tồn tại được qua ngày. Hồng Lăng, kẻ vừa bị anh tôi đánh tên là gì? Hắn thường xuyên tới quấy rầy chị sao? Diệp Tinh Trúc, hắn ta tên là Ngọc Bảo Long, là cậu chủ nhà họ Ngọc. Hắn ta trước nay tác oai tác quái, hành động vô pháp vô thiên. Chỉ vì mấy ngày trước hắn ta giở trò đồi bại với tôi chống cự quá quyết liệt nên hắn ta đã nói những lời rất hiểm độc. Hắn nói mấy ngày nữa sẽ bắt tôi phải ngủ với hắn ta, nếu không phòng trưng bày tranh của tôi sẽ không thể tiếp tục mở cửa nữa. Sản nghiệp của gia đình tôi ở đây, tôi cũng không thể rời khỏi nơi này nên chỉ đành thuận theo ý trời, để mặc cho hắn bắt nạt mình. Ngô Bình, người nhà họ Ngọc quả là vô phép vô tắc, coi trời bằng vung. Vừa nói, anh vừa lấy bức tranh ban nãy ra quan sát một lúc rồi mở mắt thấu thị. Sau khi mở mắt thấu thị, anh lập tức phát hiện bức tranh này là không gian ba chiều, các đường nét khác nhau phát ra ánh sáng có màu sắc khác nhau. Anh cố gắng điều khiển các đường nét bằng thần niệm của mình, khiến chúng bắt đầu di chuyển. Ngô Bình hiểu nhiều biết rộng nên nhanh chóng kết hợp được các đường nét phức tạp và hỗn loạn để tạo thành một hình vẽ hoàn chỉnh. Hình vẽ đó là một bóng người. Bóng người phát ra thánh quang và biến thành một vị thánh cao lớn đứng sừng sững giữa trời, khí chất như một vị hoàng đế. Thánh vương. Ngô Bình sửng sốt, nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu thật sâu trước bóng hình kia. Bóng người khuôn mặt mơ hồ, quay sang Ngô Bình khẽ gật đầu, ta cả đời yêu thích hội họa, nhờ hội họa mà trở thành thánh. Bí họa này là truyền thừa của ta, hôm nay có thể tặng lại cho người có duyên. Vừa dứt lời, bóng người vươn ngón tay ra, truyền hết kinh nghiệm và trí tuệ về hội họa cho Ngô Bình. Ngô Bình nhắm mắt lại, mấy giây sau lại mở mắt ra, cười nói, thì ra trong hội họa lại ẩn tàng nhiều đạo lý như vậy. Sau đó, người trong tranh biến thành một cây cọ vẽ 10 màu bay vào tay Ngô Bình. Sau đó cuộn giấy biến mất, hóa thành tro bụi. Diệp Tinh Trúc sững sờ lẩm bẩm, đây là bức tranh của Thánh Vương sao? Ngô Bình gật gật đầu, hỏi, Diệp tiểu thư, trong họa giới gọi Thánh Vương là gì? Diệp Tinh Trúc, tranh của Thánh Vương trước nay chưa từng xuất hiện. Nếu đã xuất hiện, chỉ e là cực phẩm chí tôn trong giới họa đạo. Ngô Bình cười hỏi, cô có tranh cuộn không? Diệp Tinh Trúc vội vàng đáp có. Vừa nói, cô vừa lấy ra một cuộn giấy vẽ tranh đẹp nhất đặt lên bàn bên cạnh. Ngô Bình lấy cọ vẽ ra, đầu cọ bay lượn, 10 màu rực rỡ tuôn ra. Anh nhanh chóng vẽ một bức chân dung, người trong tranh giống hệt Diệp Tinh Trúc. Cô gái trong tranh mặc váy đỏ, tóc dài, lông mày rậm như núi mùa xuân, khuôn mặt trái xoan. Khí chất của người con gái trong tranh càng tao nhã và thuần khiết qua ngòi bút của Ngô Bình. Ngô Bình vẽ bức tranh này chỉ trong chốc lát, nhìn thấy cô gái đẹp trong tranh, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tinh Trúc đỏ bừng. Đồng thời cô cảm thấy dung mạo và dáng người của mình bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Diệp Tinh Trúc trở nên giống người trong tranh hơn, còn xinh đẹp và có khí chất hơn cô ấy lúc trước. Sự thay đổi này vô cùng tinh tế, làm thăng hoa vẻ đẹp của cô ấy. Nếu nói trước đây nhan sắc của cô ấy là 10 điểm, thì bây giờ là 12 điểm. Cái này, tranh của anh đã đạt tới cảnh giới lĩnh ngộ thực sự. Ngô Bình đã nhận được truyền thừa của Thánh Vương.
Anh biết rằng vẽ tranh là một cách tác động đến hiện thực mà chỉ có những họa sĩ cấp thánh mới có thể làm được. Anh chỉ vẽ một bức tranh cho Diệp Tinh Trúc đã khiến cô ấy trở nên xinh đẹp hơn. Đây là thủ pháp vẽ tranh của anh, dùng tranh để tác động và thay đổi hiện thực. Bức tranh này xin tặng cho cô chủ Diệp, anh cười nói. Diệp Tinh Trúc tạ lễ, đa tạ tiên sinh. Lúc này, dưới lầu xuất hiện một nhóm người, trong đó có Ngọc Bảo Long. Hắn nhìn quanh thì thấy Ngô Bình đang ở trong nhà hàng liền lớn tiếng quát, có gan thì xuống đây. Ngô Bình ngồi dựa vào lan can, cười nói, tôi không cần đi xuống, gọi cao thủ anh tìm ra xem hắn có đánh nổi tôi không. Sau lưng Ngọc Bảo Long, một người đàn ông đi ra. Đây rõ ràng là một cao thủ mang trong mình dòng máu bán thần, trên đầu có mấy cái vảy màu tím, hai mắt giống như mắt thằn lằn. Người nọ lạnh lùng nói, xuống chịu chết đi. Ngô Bình lắc đầu, anh quá yếu, để tôi vẽ một hình nhân đánh với anh. Nếu trong vòng 10 chiêu mà anh không bại thì coi như thắng. Vừa nói, anh vừa lấy bút vẽ một hình người trong hư không. Người này cao 1.85m, mặc bộ quần áo màu xanh lam, tóc ngắn, khỏe mạnh vạm vỡ và rất có hồn. Sau khi vẽ người xong, anh chấm bút, hình người kia trở thành người sống, nhảy xuống mặt đất và đứng đối diện với tên bán thần. Bán thần nhìn chằm chằm cậu thiếu niên trước mặt mình, cười lạnh nói, thứ tử trong tranh chui ra. Ha ha, tôi cho một đấm là thăng thiên. Bán thần vung nắm đấm, cậu thiếu niên nghiêng sang một bên, nhẹ nhàng né được. Sau đó, cậu phản công bằng cách tung một cú đá nhắm thẳng vào hàm của bán thần. Bán thần rên lên một tiếng và bị đá bay lên không trung. Cậu thiếu niên lại nhảy lên không trung ngay lập tức, bồi cho tên bán thần thêm 10 cú đá, khiến gã nặng nề rơi xuống đất. Sau khi tiếp đất, máu mũi của bán thần liên tục chảy ra và gã không thể chiến đấu được nữa. Tất cả mọi người kinh hãi, vẽ đại một hình người mà có thể đánh bại cao thủ nhà họ Ngọc sao? Ngọc Bảo Long sửng sốt, kinh ngạc nhìn thiếu niên kia. Đây là hình vẽ thật sao? Diệp Tinh Trúc lạnh lùng nói, Ngọc Bảo Long, họa thánh ở đây mà anh còn dám hỗn xược. Nghe nói Ngô Bình là họa thánh, Ngọc Bảo Long vẻ mặt không thể tin nổi, cô nói cái gì? Họa thánh chỉ từng xuất hiện ở ta nhà họ Ngọc ta. Người khác tuyệt đối không thể trở thành họa thánh. Diệp Tinh Trúc cười lạnh, vùng bút vẽ chúng sinh, việc này chỉ có họa thánh làm được. Lẽ nào anh không biết sao? Ngọc Bảo Long trên trán toát ra mồ hôi đầm đìa, run giọng nói, anh ta thực sự là họa thánh sao? Lúc này, vợ chồng Ngọc Khánh Thư cũng đến, vị phu nhân tên Mỹ Chi nghe vậy mặt biến sắc, nói cái gì mà họa thánh? Trên đời này chỉ có một vị họa thánh, kẻ này là giả mạo. Bà ta nói xong, mọi người nghị luận rôm rả, quả nhiên từng có một vị họa thánh xuất hiện, chính là tổ tiên của nhà họ Ngọc. Sau đó, bà ta ném ra một tấm bùa, lạnh lùng nói, hai kẻ này giả danh họa thánh, bắt lại cho tôi. Bà ta nói xong, trên bầu trời xuất hiện một cánh cổng thời không, hai cao thủ từ trong đó đi ra. Hai cao thủ này đều là đạo quân, là cao thủ trong số các cao thủ, đồng thời cũng là môn khách của Tử Nguyên Tiên Đốc, nhân vật nổi danh trong tiên giới. Nhìn thấy hai người này, Ngô Bình khẽ vung bút, rút ra một thanh phi kiếm. Kiếm ngân lên một tiếng, phi kiếm bay về phía hai vị đại cao thủ. Hai vị đại đạo quân vừa muốn ra tay, liền bị kiếm ý khóa lại, linh đài run rẩy, đạo tâm kinh hãi. Họ đồng thanh nói, thánh nhân, tha mạng. Theo lý mà nói, đạo quân và thánh nhân ngang hàng ngang cấp với nhau. Nhưng sức mạnh của Ngô Bình vượt xa cảnh giới hiện tại của anh, hơn nữa anh còn là chân vương và đại thánh đã nhận được truyền thừa của thánh vương họa đạo. Vì vậy, anh có thể một nét vẽ ra một thanh kiếm có sức mạnh giết chết đạo quân. Xẹt. Kiếm quang lóe lên, bay tới đỉnh đầu hai đạo quân. Hai vị đạo quân lập tức quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, biết rõ Ngô Bình mà muốn lấy mạng mình thì dễ như băm dưa. Ngô Bình thờ ơ nói, các người không phải muốn bắt tôi sao? Một người nói, không dám. Trước đó là do có mệnh lệnh của chủ nhân, chúng tôi nhất định phải tuân theo, nhưng giờ chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Ngô Bình, trở về nói với Tử Nguyên Tiên Đốc, nếu con gái ông ta còn lỗ mãng thế này, tôi cũng chỉ còn cách giết bà ta. Hai người kia vội vàng nói, được, chúng tôi sẽ trở về báo cáo.
Thấy hai vị đạo quân sợ hãi bỏ chạy, Mỹ Chi mặt biến sắc, nói cậu rốt cuộc là ai? Ngô Bình phớt lờ bà ta và quay sang nói với Ngọc Khánh Thư, gia tộc các ông vô pháp vô thiên, lộng hành ở thành Hội Thiên này khiến tôi nhìn không vừa mắt. Từ giờ trở đi, nếu ai làm điều ác ở nơi này, chém chết không tha. Nói xong, anh vươn tay trong hư không vẽ ra một sinh vật khổng lồ. Sinh vật này thân người đầu hổ, mặc giáp đen, tay cầm một thanh đại đao hình đầu lâu, hai mắt đỏ như máu. Cuối cùng, anh chấm đầu bút, sinh vật nọ biến thành thật. Nó ngồi xếp bằng trên không trung, cao 10.000 mét. Khí tức từ trên trời tụ lại, khiến nó càng ngày càng mạnh. Giọng nói của sinh vật khổng lồ này vang rền như sấm sét, mọi người đều có thể nghe rõ ràng. Nó nói, nếu ai trong thành này làm chuyện tà ác, ngược với lòng dân, giết không tha. Lời nói vừa dứt, hàng trăm ánh kiếm rơi xuống những nơi khác nhau trong thành Hội Thiên. Ở những nơi khác nhau trong thành, có kẻ cưỡng hiếp phụ nữ, có kẻ cướp bóc, có kẻ đánh đập ức hiếp người thân, có kẻ lừa đảo, có kẻ cướp vợ con của người khác, có kẻ giết hại những đứa trẻ vô tội. Tất cả những kẻ làm điều xấu xa đều bị ác thần do Ngô Bình vẽ ra nhìn thấy. Một khi nhìn thấy ai đó làm việc ác, nó sẽ lập tức chém chết họ bằng ánh kiếm. Trong số hàng trăm người đã chết, hơn một nửa là thành viên của nhà họ Ngọc khiến nhà họ Ngọc vô cùng kinh hãi. Ngô Bình cười nói, được lắm, từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là, trừ ác. Ác thần hành lễ với Ngô Bình, đa tạ chủ nhân ban cho tên gọi. Tôi sẽ đi diệt trừ cái ác, vĩnh viễn trấn thủ thành Hội Thiên. Nhìn thấy tác phẩm của Ngô Bình, Ngọc Khánh Thư kinh ngạc há hốc miệng. Ông ta kinh hãi, thấp giọng nói, việc này còn vượt quá khả năng của họa thánh. Rốt cuộc cậu là ai? Ngô Bình bình thản đáp, tôi là anh của Hồng Lăng. Nghe câu này, Ngọc Khánh Thư tiếc đứt ruột, nếu như trước đó ông ta chịu nhận Hồng Lăng thì chẳng phải có thể lợi dụng mối quan hệ này rồi sao? Đúng lúc này, hai vị đạo quân ban nãy lại xuất hiện. Bọn họ trói Mỹ Chi lại, lạnh lùng nói, bọn tôi được lệnh của tiên đốc, hộ tống cô chủ trở về. Người phụ nữ tức giận, các người thật to gan, tôi. Nhưng mà, ngay sau đó Mỹ Chi không thể nói được nữa, lập tức bị hai vị đạo quân đưa đi. Ngọc Khánh Thư sắc mặt khó coi, muốn cầu xin Ngô Bình nhưng cuối cùng lại không dám nói. Ngô Bình mỉm cười với Diệp Tinh Trúc, cô chủ Diệp, chúng ta có duyên ắt sẽ gặp lại, nói xong, anh vẽ ra một chiếc thuyền lớn, ngồi lên thuyền rồi cùng Hồng Lăng rời khỏi đại thế giới Tử Nguyên. Chiếc thuyền lớn vọt vào không gian, phi hành cực nhanh. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, họ đã trở lại đại thế giới trung tâm. Sau khi họ trở về, mọi thứ ở Đan Vương Lâu vẫn như trước. Có điều, đan dược được bán quá nhanh đến nỗi luyện không kịp. Ngay khi trở lại, Ngô Bình đã tới tìm Lạc Ngưng Đan và nói, chị à, em đã nhận được truyền thừa của Đại Thánh Hỏa Đạo. Giờ em đột nhiên có một ý tưởng. Lạc Ngưng Đan cười nói, đó quả là chuyện tốt, cậu đang có ý tưởng gì? Ngô Bình, dùng roi bách thảo và bút thần này, sau này ta có thể vẽ ra đan dược. Lạc Ngưng Đan sửng sốt, vẽ đan dược. Ngô Bình gật đầu, có điều giờ tu vi của em chưa đủ cao. Chờ khi em trở thành thánh vương rồi thì đan dược vẽ ra và đan dược luyện ra chắc chắn sẽ giống nhau như đúc. Lạc Ngưng Đan cười nói như vậy, về sau cậu có thể một lúc vẽ ra một lượng lớn đan dược sao? Ngô Bình, mặc dù là vẽ tranh nhưng thực ra cũng cần tiêu hao dược liệu. Có điều hiệu suất sẽ cao hơn, nhưng tạm thời trước mắt, chúng ta vẫn phải vất vả luyện chế đan dược một thời gian. Lạc Ngưng Đan, hai ngày nay, số lượng người mua đan dược rõ ràng đã giảm. Doanh số bán hàng trong tương lai sẽ ổn định hơn, chúng ta cũng sẽ không phải vất vả như dạo trước. Ngô Bình gật đầu, sau đó lấy ra hai quả đào tổ đưa cho Lạc Ngưng Đan, cười nói chị, mấy ngày nay chị vất vả rồi, chị ăn mấy quả đào tổ này cho mát họng nhé. Lạc Ngưng Đan không ăn mà cất quả đào đi, nói, đào tổ này rất quý giá, làm sao chị có thể ăn chúng. Giữ lại để sau này luyện đan dược mới được. Ngô Bình, không sao cả, em vẫn còn mà. Lạc Ngưng Đan, cậu chỉ có 10 quả, đừng lãng phí như vậy. Ngô Bình không còn cách nào đành phải nói, vậy cũng được. Sau khi luyện chế đan dược một hồi, Ngô Bình lại vẽ ra một người khác giống hệt mình.
người này có thể luyện chế một số đan dược không quá khó. Mặc dù phiên bản này không luyện được đan dược cấp truyền kỳ nhưng luyện ra đan vương phẩm, đế phẩm hoàn toàn không thành vấn đề. Cứ như vậy, anh liên tục vẽ ra hàng trăm Ngô Bình, mỗi người đều có thể luyện chế mấy loại đan dược. Nếu như 100 người luyện đan, tốc độ lập tức sẽ tăng lên đáng kể. Như vậy, anh và Lạc Ngưng Đan chỉ cần luyện chế ra mấy loại đan dược khó, còn lại giao cho những họa thân này lo liệu. Ngô Bình đã thử nghiệm, với thực lực hiện tại của anh nhiều nhất chỉ có thể điều khiển hơn 100 họa thân, hơn nữa cũng còn có chút khó khăn. Cho dù như vậy, cứ vài canh giờ, họa thân đều phải nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục luyện đan. Sau khi luyện đan 2 ngày, Ngô Bình dùng cọ vẽ thánh binh. Thánh binh vẽ ra lần này tinh xảo hơn so với những bức vẽ trước đó, các chi tiết đều rất chuẩn xác. Quả thực là tốt hơn nhiều so với những bức vẽ thô sơ cẩu thả khi trước. Ví dụ như trước đây, tất cả thánh binh của anh đều giống hệt nhau, thần sắc cứng ngắc. Bây giờ thì khác, anh tinh thông hội họa nên mỗi thánh binh đều có dung mạo khác nhau, cao thấp béo gầy, có thể nói cười như một con người thực sự. Sau khi vẽ xong 100.000 thánh binh, Ngô Bình mơ hồ cảm thấy mình có thể đột phá lên một cấp độ khác của cảnh giới đại thánh, thánh khí. Cảnh giới thánh khí chính là tạo ra một loại binh khí để trấn giữ khí vận của chính mình. Sau khi đúc thành thánh khí, có thể đặt nó ở trong thánh đường, nhận lấy nguyện lực của nhân tộc. Thân là đại thánh của nhân tộc, Ngô Bình vốn đã chiếm mất nhiều khí vận của nhân tộc. Nếu không có thánh khí trấn áp thì khí vận này sẽ dễ bị những cao thủ mới nổi lên đoạt mất. Nhưng nếu có thánh khí rồi, người khác sẽ khó lòng cướp được khí vận của anh. Muốn tạo ra thánh khí thì phải có kế hoạch cụ thể. Ngô Bình suy đi tính lại, sau đó mở một cuộn giấy ra, vẽ sơ đồ chế tác thánh khí. Chỉ cần anh tìm được đủ nguyên vật liệu là thánh khí anh vẽ trong tranh có thể trở thành thật. Anh vẽ sơ đồ chế tác thánh khí mất 7 ngày, cực kỳ mất sức. Sau khi vẽ xong, anh mệt đến nỗi gần như không thể đứng vững. Trên cuộn tranh vẽ một cái đỉnh này có 6 chân và 6 cái quai, trên bề mặt vẽ rất nhiều phù văn huyền diệu. Cái đỉnh này tên là đỉnh huyền nguyên. Sau khi vẽ xong đỉnh huyền nguyên, anh nghỉ ngơi một lúc. Vừa hay lúc đó Ngô Mi đến tìm anh sau khi ăn đào, dưới sự hướng dẫn của Đào Như Tuyết, Nga Mi đã tu luyện một lúc. Hiện giờ tu vi của cô ấy đã ở cấp độ thiên tôn. Anh à, quần áo ở chỗ đó đẹp quá, em muốn đi mua vài bộ. Ngô Bình mỉm cười và hỏi, Tiểu Mi, em muốn đến Thiên Y quán sao? Ngô Mi gật đầu, vâng, chị Song Nhi đã đưa em đến đó. Tuy nhiên, bọn em không có đủ tiền nên đành phải quay về. Ngô Bình cảm thấy hết sức kỳ lạ, Kim Song Nhi là con gái của Vương Mẫu mà có thể không có tiền sao? Em đương nhiên không có tiền, Kim Song Nhi đi tới, cười nói, mấy năm trước em tiêu tiền như phá. Đã tiêu hết tiền tiêu vặt trong tương lai 10 năm tới rồi. Nói rồi cô nũng nịu ôm lấy cánh tay Ngô Bình, chồng, sau này anh nuôi em nhé. Ngô Bình nhất thời không nói nên lời, vốn tưởng rằng lấy con gái của Vương Mẫu thì sẽ kiếm được ít tiền tiêu. Nhưng bây giờ xem ra, anh còn phải tốn thêm tiền. May mắn là anh bán đan dược kiếm được rất nhiều tiền, cho nên hiện giờ cũng không thiếu tiền. Được, em muốn mua cái gì cũng được. Anh sẽ thanh toán, Ngô Bình đáp. Kim Song Nhi, tốt lắm, vậy chúng ta đi thanh toán thôi. Ngô Bình giật mình, đã chọn xong rồi sao? Ngô Mi cười nói, em chọn một bộ, cả nhà mỗi người một bộ, chị dâu cũng mua một bộ. Ngô Bình hiểu Kim Song Nhi đang muốn tạo quan hệ tốt với mọi người trong nhà nên cười hỏi, vậy giá phải trả là bao nhiêu? Kim Song Nhi, cũng không nhiều lắm. Hơn 20 triệu tiền đạo. Ngô Bình đáp, được, anh sẽ cho em 30 triệu, cứ chọn thêm vài bộ nữa đi. Sau khi đưa tiền, anh tiếp tục chỉ đạo họa thân luyện chế đan dược. Bản thân anh cũng đi luyện chế một số đan dược quý hiếm. Vừa mới luyện chế xong một lô đan dược, một thị nữ đột nhiên chạy tới báo cáo, không ổn rồi, Kim Tiểu Thư và Đại Tiểu Thư bị chặn ở Thiên Y quán. Kẻ chặn đường nói bọn chúng sẽ bắt họ để bán cho Thanh Lan Viện. Ngô Bình nheo mắt lại hỏi, kẻ tới gây sự là ai vậy? Thị nữ đáp, là cháu trai của Long Xà Đạo Tôn, gì đó, hắn có vẻ rất ngang ngược. Kim Tiểu Thư cùng Đại Tiểu Thư đang trốn ở Thiên Y quán không ra được.
giờ kẻ đó đã dẫn người bao vây Thiên Y quán. Nghe vậy, Ngô Bình biết rằng Kim Song Nhi chắc chắn có cách đối phó, nhưng cô không muốn ra tay mà muốn đợi anh tới giải quyết. Anh đáp, tôi hiểu rồi. Trước cổng Thiên Y quán, một cô gái kiểu diễm chống nạnh tức giận nhìn chằm chằm vào cổng, nói, thiếu gia, nhìn bọn chúng xem, một lũ to gan dám cướp mất bộ quần áo mà em thích. Bọn chúng đúng là chán sống rồi. Bên cạnh cô ta là một nam tu sĩ còn trẻ tuổi vừa mập vừa lùn, tu vi ở cấp chân tiên. Bàn tay mập mạp của hắn nhéo mông cô gái kia, cười nói, yên tâm đi, thiếu gia đây nhất định sẽ giúp em. Hừ, dám cướp quần áo của cục cưng, xem ta xử lý bọn chúng như thế nào. Bên trong Thiên Y quán, Kim Song Nhi và Ngô Mi đang ngồi bên bàn trà uống trà do Ngô Bình sao, quán chủ ở bên cạnh cũng khen ngợi, trà này ngon thật. Kim Song Nhi, chuyện đó là đương nhiên, chồng tôi sau đó. Ba người bọn họ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không để ý tới đám người bên ngoài. Quán chủ là một mỹ nữ, cô ấy cười nói, hai vị tiểu thư, người đứng ở cửa chính là cháu trai của Long Xà Đạo Tôn. Việc này có cần Thiên Y quán chúng tôi hỗ trợ giải quyết không? Kim Song Nhi, không cần, đừng nói là cháu trai của Đạo Tôn, cho dù là Đạo Tôn tới, một lát nữa cũng sẽ ngoan ngoãn xin lỗi thôi. Quán chủ cười nói, hai vị tiểu thư hào phóng như vậy, vừa nhìn đã biết danh phận cao quý. Kim Song Nhi cười nói, không đến mức gọi là cao quý, chồng tôi là chủ của Đan Vương Lâu. Nghe tới Đan Vương Lâu, quán chủ sửng sốt, mấy ngày trước cô ấy cũng đã nghe tin đồn ngay cả Thiên Soái, Vương Mẫu và các nhân vật lớn khác cũng đến chúc mừng khai trương Đan Vương Lâu. Từ đó có thể thấy được chủ nhân Đan Vương Lâu đương nhiên không phải dạng vừa. Hơn nữa, ông chủ này còn là đan vương nhất phẩm. Đan Vương Lâu vừa khai trương thì những đan dược quý giá ở đó liền bán sạch sẽ, mỗi ngày kiếm hàng tỷ tỷ. Quán chủ lập tức cung kính nói, vị thiếu gia ở bên ngoài, chỉ e là lần này gặp đen đủi rồi. Ngô Mi, còn phải xem anh tôi có muốn nói chuyện với hắn ta hay không. Nếu như các người còn không chịu đi ra ngoài, bổn thiếu gia sẽ đánh vào. Sở dĩ tôi còn chưa xông vào là do giữ thể diện cho Thiên Y quán. Nghe anh ta nói chuyện hống hách như vậy, Kim Song Nhi nói, ông nội hắn gọi là gì ấy nhỉ? Long Hổ Đạo Tôn phải không? Hừ, năm đó mẹ chỉ mở tiệc, ông ta ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Vậy mà cháu trai ông ta dám ở đây cao giọng hống hách. Lúc này Ngô Bình đã tới, anh liếc nhìn tên béo, vỗ vai hắn nói, anh bạn, làm người nên rộng lượng một chút. Cớ sao lại làm khó hai cô gái như vậy? Tên béo rất tức giận, anh là cái quái gì, có tư cách nói chuyện với bổn thiếu gia hay sao? Ngô Bình, nói như vậy thì anh vẫn cố chấp muốn gây sự, không chịu buông tha cho họ sao? Đúng vậy, thiếu gia đây hôm nay phải cho bọn chúng một bài học. Đúng vậy, cho chúng một bài học, người phụ nữ quyến rũ đi cùng tên béo cũng hét lên. Ngô Bình sắc mặt nhất thời đen lại. Lạnh lùng nói, tôi đã nể mặt anh mà anh vẫn cố chấp, vậy tôi cũng không cần khách khí với anh nữa. Dứt lời, Ngô Bình liền đấm vào thắt lưng tên béo. Tên béo kêu lên đau đớn, lăn lộn trên mặt đất. Ngô Bình, anh không phải là cháu trai của Long Xà Đạo Tôn sao? Gọi ông ta tới đây để tôi hỏi xem ông ta dạy dỗ cháu trai mình kiểu gì đây. Nói xong, anh đá tên béo thêm vài cái nữa trước khi bước vào Thiên Y quán. Quán chủ Thiên Y quán vội vàng đứng dậy nghênh đón, cười nói, hân hạnh được gặp ông chủ Đan Vương Lâu. Ngô Bình gật đầu, khách sáo rồi. Kim Song Nhi cười nói, chồng à, anh thật là dũng mãnh, một cước đã đánh cho tên béo kia lăn ra đất. Ngô Bình đảo mắt, hỏi, đây là chủ nhân của Thiên Y quán sao? Quán chủ lại hành lễ, tôi là chủ của Thiên Y quán, tên là Từ Phượng Nương. Ngô Bình, cô chủ Từ. Trước đây tôi cũng thường ghé thăm các chi nhánh khác của Thiên Y quán. Quần áo bán ở cửa hàng của cô quả thực là tốt nhất thiên hạ. Từ Phượng Nương cười nói, Đan Vương quá khen rồi. Trên thực tế, sau khi khuyên giới được mở ra, rất nhiều y quán với tay nghề xuất sắc đã xuất hiện, hiện tại cạnh tranh rất khốc liệt. Ngô Bình đáp, tôi vẫn thấy Thiên Y quán là lợi hại nhất. Đan Vương đã đánh giá chúng tôi cao quá rồi. Sau vài lời xã giao, Ngô Bình hỏi, hai người đã chọn xong hết quần áo chưa?
Ngô Mi, anh à, bọn em đã chọn xong rồi, nhưng vẫn còn phải chờ một chiếc áo. Ngô Bội, chờ lấy áo. Ngô Mi gật đầu, chuyện này anh phải hỏi cô chủ Từ. Ngô Bình nhìn Từ Phượng Nương, Từ Phượng Nương cười nói, Đan Vương, Thiên Y quán của chúng tôi có bảo vật là một chiếc áo choàng, tôi đã phái người đi lấy rồi. Chiếc áo đó là một di vật cổ xưa, ban đầu nó được dệt cho thiên đế nhưng chưa hoàn chỉnh. Sau này, chúng tôi đã mất 1.700 năm để hoàn thành nó. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa công bố nó ra bên ngoài. Vừa rồi Kim Tiểu Thư nói muốn xem chiếc áo này, muốn để Đan Vương mặc thử. Thế nên, tôi đã cử người đi lấy chiếc áo đó cho Đan Vương rồi. Ngô Bình vô cùng kinh ngạc, áo dệt cho thiên đế thì nhất định không hề tầm thường, giá cả chắc chắn cũng trên trời, đúng không? Từ Phượng Nương cười nói, chiếc áo quý giá này không phải để bán, nhưng anh là Đan Vương, cho nên chúng tôi đương nhiên cũng muốn kết giao một chút. Ngô Bình mỉm cười và nói, cô chủ Từ cứ ra giá đi, tôi sẽ không để Thiên Y quán phải chịu thiệt thòi. Từ Phượng Nương, nếu phải định ra một cái giá để bán ra ngoài thì nhất định không dưới 250 tỷ tiền đạo. 250 tỷ tiền đạo, đây là một cái giá trên trời. Phải biết rằng, trước đó Ngô Mi và Kim Song Nhi đã chọn nhiều quần áo như vậy nhưng chỉ tiêu tốn mấy chục triệu tiền đạo. Ngô Bình không hề ngạc nhiên chút nào, anh hỏi, khi nào thì chiếc áo được đưa tới? Từ Phượng Nương, chỉ một lát nữa thôi. Đúng lúc này, ngoài cửa có một đạo tiên quang giáng xuống, bên trong đó là một đạo sĩ tầm tuổi trung niên. Khí tức của ông ta rất mạnh, không gian xung quanh vặn vẹo tạo thành một không gian đóng kín bao xung quanh đạo sĩ. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hình chiếu của ông ta mà thôi. Còn bản thể thực sự của ông ta thì không ai biết được là cách đây bao xa. Kẻ nào dám đánh cháu trai ta, ông ta trầm giọng hỏi. Ngô Bình liền bước ra, bình tĩnh nói, ông chắc hẳn là Long Xà Đạo Tôn đúng không? Cháu ông làm càn, lại còn tới đây gây sự với người nhà tôi. Tôi không giết anh ta đã là nể mặt ông rồi. Nói rồi, anh để thánh vực của mình hiện ra, lập tức lấn át khí tức của đạo sĩ kia. Long Xà Đạo Tôn kinh ngạc, các hạ thật lợi hại. Ông ta có cảm giác thanh niên trước mặt trông không giống người có tu vi cao, nhưng một khi ra tay thì rất có thể sẽ đánh ông ta trọng thương. Ngô Bình, quá khen rồi. Long Xà Đạo Tôn trầm mặc vài giây, sau đó ông ta vung tay một cái, tên béo trên mặt đất liền biến mất. Lúc này, ông ta thản nhiên nói, hôm nay là cháu trai của tôi hành xử lỗ mãng, chuyện này hãy kết thúc ở đây. Ngô Bình, kết thúc, chỉ e là không thể dễ dàng như vậy. Cháu của ông muốn đánh người nhà tôi làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Long Xà Đạo Tôn nhíu mày, vậy các hạ muốn thế nào? Ngô Bình, tu sĩ cảnh giới như chúng ta thì không cần nhiều lời nữa. Hai ta giao đấu một trận, nếu tôi thắng thì xử lý theo cách của tôi, còn ông thắng thì làm theo ý ông. Ông thấy thế nào? Long Xà Đạo Tôn vốn không muốn giao đấu với Ngô Bình, nhưng thân là đạo sĩ, làm sao có thể bỏ chạy? Như vậy chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Ông ta nghiêm mặt đáp, nếu các hạ đã muốn vậy thì bần đạo sẽ theo đến cùng. Ngô Bình cười đáp, được, mời. Hai người hóa thành hai luồng ánh sáng lao thẳng lên trời, biến mất khỏi tầm mắt của đám đông. Một khắc sau, họ đã ra tới bên ngoài khuyên giới, bay vào một khoảng không đầy hành tinh và các hành tinh khác. Long Xà Đạo Tôn nói, giờ các hạ có thể xuất chiêu rồi. Ngô Bình cười đáp, ông nhường tôi ra tay trước chỉ e là sẽ bị thiệt. Nói rồi, anh lấy bút vẽ những nét loằng ngoằng trong không gian, tạo ra một bàn cờ. Sau đó anh lại vẽ tiếp các quân cờ, trong nháy mắt đã bày ra vạn cổ đệ nhất sát cục. Sát cục vừa thành hình, Long Xà Đạo Tôn mặt biến sắc, trầm giọng nói, thế cờ mạnh quá. Lĩnh ngộ của các hạ về kỳ đạo và họa đạo đã đạt tới cảnh giới chí tôn. Ngô Bình, trên thế giới này, các đạo học đều tương thông với nhau. Mời xuất chiêu. Long Xà Đạo Tôn khẽ thét lên một tiếng, một long một xà thân dài vạn dặm bay ra đỉnh phá sát cục của Ngô Bình. Thế nhưng sát cục tạo ra 9981 nước biến hóa, liên tục tạo ra các thế cờ chết chóc. Long bị chặt đứt đầu, xà cũng bị chém thành 7 khúc. Một long một xà không chịu nổi 10 giây đã bại trận. Long Xà Đạo Tôn kinh ngạc,
vội chắp hai tay lại niệm một đoạn chú dài. Lập tức, trên không trung xuất hiện một vòng xoáy lớn. Trong vòng xoáy có một sinh vật thượng cổ rất mạnh, nó mở mắt trừng trừng nhìn Ngô Bình. Đạo thuật lợi hại mức này, Ngô Bình lần đầu được thấy, cho nên anh ban đầu có chút hoảng hốt. Nhưng Ngô Bình lập tức trấn tĩnh lại, lấy bút vẽ ra một bộ cung tên và thần tiễn. Sau đó anh cầm cung và tiễn, nhắm thẳng vào sinh vật đáng sợ trong vòng xoáy. Phụt! Một mũi tên bay ra, trúng vào mắt trái của sinh vật khiến nó gầm lên một tiếng, đưa tay rút mũi tên ra. Sau đó bàn tay khổng lồ của nó ấn xuống định đè nát Ngô Bình. Rầm! Ngô Bình toàn thân chấn động, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Áp lực kinh hoàng mà con quái thú tạo ra càng ngày càng mạnh khiến eo của anh dần dần hoàn xuống. Vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, cảnh giới tiếp theo của thánh võ là thiên ý như đao đột nhiên bắt đầu khởi động. Đúng như tên gọi, thiên ý như đao chính là biến thiên ý thành đao ý để giết địch. Đây là một cách mượn lực của trời, một khi sử dụng được thì uy lực của nó sẽ uy chấn thiên hạ. Dẹt, đao khí quét ngang qua, cắt đứt sức mạnh của đối thủ ngay lập tức. Sau đó, Ngô Bình đứng thẳng dậy. Ngay sau đó, trong cơ thể anh lại bộc phát ra một sức mạnh khác, đó chính là một cảnh giới phía sau của cảnh giới thánh võ vạn cổ quy nhất. Ở cảnh giới này, tất cả sức mạnh trong quá khứ, hiện tại và tương lai của Ngô Bình được tập hợp và hội tụ lại để tạo thành một chiêu cực mạnh. Sức mạnh của anh trong tương lai càng mạnh thì sức mạnh của chiêu này càng lớn. Nói cách khác, anh đang mượn sức mạnh của chính mình trong tương lai để giết kẻ thù. Thần quyền hủy diệt, phá. Anh giơ nắm đấm phải lên và đánh vào không trung, va chạm với bàn tay to lớn của sinh vật kia. Bùm! Một lỗ đen khổng lồ trong nháy mắt nuốt chửng bàn tay to lớn của quái thú khiến nó giống lên một tiếng. Bàn tay còn lại của nó nhanh chóng đập nát vòng xoáy rồi biến mất. Rõ ràng, sinh vật này đã sợ hãi và cắt đứt luôn mối liên hệ với Long Xà Đạo Tôn. Long Xà Đạo Tôn sắc mặt tái nhợt, thân thể run lên, vội vàng chắp tay nói, tôi nhận thua. Nếu tiếp tục chiến đấu, mặc dù ông ta có biện pháp tự bảo vệ mình, nhưng cũng có thể sẽ bị cao thủ đáng sợ trước mặt giết chết chỉ bằng một cú đấm. Một quyền ban nãy quá kinh khủng, khiến ông ta thậm chí có thể ngửi thấy mùi của sự chết chóc. Ngô Bình nhìn ông ta hỏi, ông không đánh nữa. Long Xà Đạo Tôn, hai chúng ta không phải tử thù, nếu có đánh nữa thì hai bên cùng thiệt hại. Hơn nữa, hiện giờ là lúc nhân tộc cần nhiều người tài, chúng ta giết hại lẫn nhau chỉ để cho đám ngoại tộc vỗ tay ăn mừng. Ngô Bình gật đầu, không ngờ ông cũng biết nghĩ cho đại cục như vậy. Long Xà Đạo Tôn nghiêm mặt đáp, sức mạnh của cậu khiến tôi bái phục. Ngô Bình, hai ta đã nói trước rồi, ai thắng thì làm theo ý người đó. Ông đồng ý chứ? Long Xà Đạo Tôn, mọi việc xin nghe theo các hạ sắp xếp. Ngô Bình, bảo cháu ông đến chỗ tôi làm một người bán đan dược bình thường. Khi nào tôi cho phép anh ta mới được rời đi? Long Xà Đạo Tôn mừng rỡ, ông ta còn đang lo Ngô Bình sẽ đánh chết cháu mình. Giờ nghe anh nói vậy thì có gì nghiêm trọng đâu. Ông ta lập tức đáp, được, vậy sẽ làm theo cách của cậu. Ngô Bình, quyết vậy nhé. Anh trở về Thiên Y Quán, Long Xà Đạo Tôn cũng đi theo. Ông ta giận dữ nhìn cháu trai mình, nói, sau này, cháu đến Đan Vương Lâu bán đan dược, nếu không nghe lời bị người ta đánh chết thì ông cũng mặc kệ. Tên béo sắp khóc đến nơi, quỳ xuống cầu xin, nhưng ai ngờ Long Xà Đạo Tôn lại quay sang chắp tay nói với Ngô Bình, đạo hữu, vậy tôi xin cáo từ. Nhìn thấy chỗ dựa của mình biến mất, tên béo lập tức trở nên dễ bảo. Anh ta quỳ trên mặt đất không dám động đậy, người phụ nữ ban nãy đi cùng anh ta cũng đang quỳ trên mặt đất. Ngô Bình quay trở lại căn phòng, bắt đầu hỏi, đầu đuôi câu chuyện là thế nào? Ngô Mi, còn đầu đuôi gì nữa? Mấy bộ quần áo bọn em đặt trước rồi nhưng người phụ nữ này cứ đòi cướp bằng được. Bọn em đương nhiên không đồng ý, cho nên mới lời qua tiếng lại. Sau đó thì tên mập này xuất hiện, nói mấy câu rất khó nghe. Ngô Bình, anh, cháu trai của Long Xà Đạo Tôn, lại đây. Tên béo vội vã khom lưng đi tới chỗ họ, chân vẫn quỳ trên mặt đất. Ngô Bình, dám gây sự với em gái tôi, ai cho anh lá gan đó hả? Tên béo vội vã tự vả miệng mình, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân đáng chết,
đại nhân đại lượng xin hãy tha cho tiểu nhân một lần. Ngô Bình mặc kệ anh ta tiếp tục quỳ, Từ Phượng Nương lúc này quay sang nhìn anh mỉm cười, nói, Đan Vương, chiếc áo được đưa đến rồi. Nói rồi, có một người bưng một chiếc hộp đi vào. Từ Phượng Nương đích thân mở chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc áo bào phát ra tiên quang chín màu. Nhìn thấy nó, Ngô Bình không khỏi đứng bật dậy, tấm tắc khen, quả là một chiếc áo xuất sắc. Từ Phượng Nương, chiếc áo này mặc dù không bì được với thành phẩm của thiết kế ban đầu nhưng chúng tôi cũng giữ lại được 80% công dụng của nó. Đan Vương, từ giờ chiếc áo này thuộc về anh. Ngô Bình nhận lấy chiếc áo, khoác lên người. Chiếc áo thanh lịch và sang trọng, có thể phát ra ánh sáng hàng vạn màu. Khoác lên người chiếc áo này, Ngô Bình cảm thấy cơ thể mình có thể trực tiếp giao tiếp với các chiều không gian cấp cao hơn. Đồng thời, dường như anh cũng hòa hợp hơn với vũ trụ của thiên đạo. Lợi hại hơn là, bên trong chiếc áo ẩn giấu rất nhiều đại trận, nhưng muốn sử dụng hết những đại trận này, yêu cầu tu vi của anh phải cao hơn nữa. Bây giờ anh đã là đại thánh và chân vương, nhưng chỉ có thể kích hoạt khoảng 30% đại trận, còn lại thì chỉ đành đợi khi có tu vi cao hơn, thực lực mạnh hơn mới có thể mở ra. Ngô Bình rất hài lòng và nói, được lắm. Mặc dù một số đại trận bị hư hại, nhưng có thể sửa chữa chúng đến mức độ như hiện tại đã là rất giỏi rồi. Từ Phượng Nương cười nói, đa tạ Đan Vương khen ngợi. Sau khi trả tiền, anh tạm biệt Từ Phượng Nương và trở về Vương Đan Lâu cùng Ngô Mi và Kim Song Nhi. Đương nhiên, tên béo cũng đi theo, tên anh ta là Lâu Trích Hổ. Đúng như dự đoán, Lâu Trích Hổ được giao công việc như một người hầu. Anh ta phải làm những công việc như dọn dẹp nhà kho và bán đan dược mỗi ngày. Lâu Trích Hổ không dám lười biếng chút nào. Sau khi ở lại Vương Đan Lâu gần nửa tháng, Ngô Bình quay lại Đế Quốc Thiên Võ để xem xét tình hình ở đó. Ngoài ra, anh cũng đang lên kế hoạch mở một cửa hiệu đan dược trên lục địa Hồng Hoang để bán đan dược của mình. Một ngày nọ, anh đang bận rộn với việc chuẩn bị khai trương đan lâu mới thì đột nhiên có người đến báo cáo. Người này nói rằng một cô gái tên Chu Chân Nhi đang cầu xin được gặp anh. Anh hơi kinh ngạc, Chu Chân Nhi là đại tiểu thư của nhà họ Chu. Lúc đầu cô gái này còn bám lấy anh một thời gian, hy vọng được liên hôn với anh, nhưng anh từ chối. Sau đó, anh bận rộn nhiều việc nên không gặp lại Chu Chân Nhi. Từ đó, Chu Chân Nhi cũng không đến gặp anh nữa. Cô ấy có lẽ đã biết thân phận hiện tại của Ngô Bình, cũng biết mình không với tới nên không quấy rầy anh nữa. Mời cô ấy vào, anh đáp. Trong ngự thư phòng, Ngô Bình đang ngồi đối diện Chu Chân Nhi. Vừa gặp cô ấy, anh không khỏi kinh ngạc. Chu Chân Nhi gãy một cánh tay, nửa mặt bên trái bị hủy dung, mắt trái mù. Hơn nữa trên người còn vết thương rất nặng, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Huyền Bình, nhìn thấy Ngô Bình, Chu Chân Nhi òa khóc nức nở như nhìn thấy người thân. Anh vội vã dìu cô dậy, hỏi Chân Nhi, cô sao thế này? Chu Chân Nhi vừa khóc vừa nói, Lý công tử, cả nhà họ Chu chúng em đã bị diệt tộc, chỉ mình em còn sống sót. Ngô Bình sửng sốt, là kẻ nào ra tay? Chu Chân Nhi nghiến răng, đáp, là một kẻ ngoại lai, vì thèm muốn điền sản của nhà em nên tới cướp bóc. Người nhà em phản kháng lại thì bị bọn chúng giết sạch, đến nỗi chỉ còn em thoát chết. Những người phụ nữ trong nhà đều bị chúng hãm hiếp rồi giết sạch. Ngô Bình đáp, cô yên tâm, hai ta là chỗ quen biết, thù này tôi sẽ giúp cô báo. Mau đứng dậy, tôi giúp cô trị thương trước. Y thuật của anh thiên hạ vô song nên chẳng bao lâu đã chữa xong cho Chu Chân Nhi. Dung mạo của cô ấy không những được khôi phục, còn mắt sáng trở lại mà cánh tay bị chặt đứt cũng mọc lại. Thậm chí, sau khi được Ngô Bình giúp điều tiết cơ thể, thể chất của cô ấy còn tốt hơn lúc trước. Sau khi vết thương liền lại, Ngô Bình nói, Chân Nhi, mối thù của cô nên để cô tự tay báo. Lúc trước, cô tặng cho tôi cuốn kinh thư đã giúp tăng tu vi của tôi lên đáng kể. Hôm nay, tôi cũng tặng lại cô một viên đan dược. Nói rồi, anh lấy ra một viên đạo quân đan. Viên đan này do Lạc Ngưng Đan mới luyện ra gần đây, có thể giúp người sử dụng tăng tu vi lên thẳng đạo quân. Đương nhiên, giá của nó cực đắt, chỉ riêng dược liệu để luyện cũng đã rất khó tìm. Chu Chân Nhi nhìn viên đan, hỏi, đây là đan gì vậy? Ngô Bình cười đáp, đây là đạo quân đan.
uống nó vào sẽ trở thành đạo quân. Chu Chân Nhi không thể tin vào tai mình, cô ấy có thể trở thành một vị đạo quân sau khi uống một viên đan sao? Ngô Bình nói, cô hãy nuốt viên đan trước, sau đó tôi sẽ giúp cô đột phá cảnh giới. Chu Chân Nhi cắn răng đáp, được. Cô ấy nuốt viên đan, một lực đạo lớn luân chuyển trong cơ thể giúp cô ấy thay da đổi thịt, đến cả sức mạnh tinh thần cũng được tăng lên đáng kể. Ngô Bình đứng bên hỗ trợ cô đột phá cảnh giới. 3 ngày sau, Chu Chân Nhi mở mắt ra. Lúc này trong cơ thể cô cảm nhận được một sức mạnh kinh thiên động địa. Thần niệm vừa hoạt động, cô liền biết được rất nhiều điều huyền diệu của thiên địa. Thì ra, cô đã thành công thăng cấp đến cảnh giới Đại La. Việc này đương nhiên là nhờ đạo quân đan. Thực sự cảm ơn anh, cô cúi đầu thật sâu rồi nói. Ngô Bình cười nói, cô không cần khách khí, trong đám người ra tay với gia đình cô chắc hẳn không có kẻ nào là đạo quân phải không? Chu Chân Nhi gật đầu, trong số bọn chúng, mạnh nhất là Chân Tiên. Chỉ là người nhà em thực lực quá yếu, bọn chúng lại bất ngờ tấn công, cho nên thực sự không chống đỡ nổi. Ngô Bình, cô đi đi, báo thù xong thì trở lại đây. Nếu muốn, tôi sẽ cho cô thân phận quý phi. Chu Chân Nhi nhìn thật sâu vào mắt anh rồi nói, em nhất định sẽ trở về. Chu Chân Nhi đi báo thù, Ngô Bình thì tiếp tục chuẩn bị cho cửa hàng đan dược mới ở Đại Lục Hồng Hoang. 3 ngày sau, anh chuẩn bị một số đan dược ở phân khúc bình dân và trung cấp để bày bán, chính thức khai trương đan lâu mới. Vào ngày khai trương, anh không mời bất cứ nhân vật nổi tiếng nào đến dự, cũng chẳng tuyên truyền quảng cáo. Nhưng dù vậy, danh tiếng đan vương lâu đã lan truyền từ lâu, ngày đầu tiên khai trương đã chật kín người, thậm chí không còn một chỗ trống. Khi công việc kinh doanh của đan lâu mới đang phát đạt thì Chu Chân Nhi cũng trở lại. Cô ấy trông rất mệt mỏi, nhìn thấy Ngô Bình thì không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm anh thật chặt. Ngô Bình vỗ nhẹ lưng cô, nói Chân Nhi, anh sẽ đưa em vào cung. Sau đó, anh đưa Chu Chân Nhi đến gặp người nhà của mình. Ở trong nhà mấy ngày, ngoại trừ việc mỗi ngày đều luyện đan thì anh dành thời gian cho gia đình, cuộc sống cứ vậy mà yên bình trôi qua. Một ngày nọ, trong cơ thể anh cảm thấy có điều khác lạ. Anh nhân cơ hội này, đột phá liền lúc 3 tầng của Thái Ất Hoàng Cực Kinh, đạt tới tầng thứ 28. Từ tầng 25 đến tầng thứ 30 là cảnh giới của Chân Vương. Tầng thứ 28 đã là giai đoạn sau của Chân Vương. Nhưng khi anh muốn đột phá tiếp thì lại cảm thấy có chút khó khăn. Không phải anh không thể đột phá, nhưng nếu cưỡng ép đột phá khi thời cơ chưa chín muồi thì sẽ có chút đáng tiếc. Sau khi suy nghĩ lại, anh quyết định đến trung thiên giới của Thông Thiên Thần Thổ. Trước đó, Thông Thiên đã nói với anh rằng chỉ cần anh hoàn thành 3 nhiệm vụ thì có thể nhận được tài nguyên mà Thông Thiên Tiên Tổ để lại. Anh đã hoàn thành 2 nhiệm vụ ở trung thiên giới, còn nhiệm vụ thứ 3 là trở thành tiên vương. Anh đã sớm trở thành tiên vương rồi, nên hiện tại chỉ cần đi tới đó là có thể lấy được tài nguyên. Trong đầu anh xuất hiện một ý niệm, giây tiếp theo, anh đã xuất hiện tại trung thiên giới. Giọng Thông Thiên vang lên, hoan nghênh trở về. Tôi cảm thấy cậu giờ đã là tiên vương. Ngô Bình, tôi đột phá cảnh giới cách đây không lâu. Thông Thiên, chỉ là cậu vừa mới bước vào cảnh giới thiên mệnh. Cậu đã biết hết tất cả các cảnh giới nhỏ trong cảnh giới thiên mệnh chưa? Ngô Bình, tôi có biết sơ sơ. Thông Thiên, thiên mệnh kỳ thực không có cảnh giới. Ngô Bình giật mình, không có. Thông Thiên, đúng vậy, cảnh giới này không phải do tu vi cao mà viên mãn được. Tu luyện được tới các tầng cao hơn của cảnh giới thiên mệnh là do sức mạnh và khí vận tăng lên. Nói cách khác, cậu càng mạnh, khí vận càng mạnh thì cảnh giới thiên mệnh càng phát triển. Ngô Bình, vậy cảnh giới thiên mệnh đã tu luyện đến cấp độ nào, đến chính tôi cũng không biết được sao. Thông Thiên, tất cả những gì cậu có thể làm là phát triển bản thân ngày càng lớn mạnh. Ngô Bình khẽ thở dài, chẳng trách sau khi đột phá, tôi liền cảm thấy con đường tu luyện phía sau mờ mịt. Thông Thiên, cậu đến rất đúng lúc, nếu muộn hơn, Trương Ưng Thiên đã lấy tài nguyên ở đây trước cậu rồi. Ngô Bình nhớ rằng ngoài anh ra thì Trương Ưng Thiên là người duy nhất vào được trung thiên giới. Anh hỏi, anh ta lại đến à? Thông Thiên, đúng vậy. Sau khi nghe về tư chất của cậu ta nói trong vòng 3 tháng sẽ đột phá trở thành tiên vương.
mà 3 ngày sau là vừa tròn 3 tháng. Ngô Bình cười nói, cho nên, nếu như tôi đến chậm 2 ngày, tài nguyên có thể đã bị anh ta đoạt mất. Thông Thiên, cậu tới đây trước có nghĩa là khí vận của cậu mạnh hơn cậu ta. Hơn nữa, chưa chắc cậu ta có thể trở thành tiên vương trong 3 tháng. Ngô Bình hỏi, Thông Thiên, vậy tài nguyên ở đâu? Thông Thiên, tài nguyên đặt ở thượng thiên giới. Đến đó, tôi sẽ giao tài nguyên cho cậu, đồng thời, tạo lập mối liên hệ vĩnh cửu giữa cậu và thượng thiên giới. Ngô Bình, tại sao thượng thiên giới chỉ cho phép một người đi vào? Thông Thiên đáp, có thể dẫn dắt nhân loại tiến lên, chắc chắn chỉ có số cực ít anh tài làm được. Thượng thiên giới chỉ cần một người là đủ, nếu như cậu thất bại, tương lai chúng tôi sẽ chọn người khác. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy. Đã lâu như vậy mà chỉ có Trương Ưng Thiên và tôi đến được trung thiên giới. Đến thượng thiên giới thì đương nhiên sẽ khó hơn. Thông Thiên, cậu đã sẵn sàng chưa? Ngô Bình, được rồi. Một luồng sáng bay xuống, thân thể Ngô Bình từ từ bay lên. Anh được luồng sáng này đưa tới một thế giới mới. Tiên khí trong thế giới này rất thuần khiết, ở đó có một cung điện khổng lồ và Ngô Bình đáp xuống bên trong cung điện này. Ở đây có 3.000 bức tượng khoanh chân ngồi xếp bằng, mỗi bức tượng đều có hơi thở sinh mệnh le lói. Những bức tượng này có một số là người, một số là thú, một số là chim, một số là thực vật, một số là đồ vật, có thể nói là đầy đủ chủng loại. Ngô Bình kinh ngạc hỏi, Thông Thiên, những bức tượng này là vật sống sao? Thông Thiên, nếu tu vi của cậu đạt yêu cầu, có thể đánh thức những bức tượng này. Ngô Bình hỏi, sức mạnh và cảnh giới của họ là gì? Thông Thiên, trong đó, có người không thua kém cậu, có người so với cậu bây giờ còn mạnh hơn. Số còn lại cũng không hề yếu. Ngô Bình sáng mắt lên, hay lắm. Thông Thiên, hạ thiên giới là nơi chúng ta đơn giản hóa tiên đạo để vạn tộc đều có thể tu luyện. Nhưng thượng thiên giới thì khác, đây là nơi chúng ta phải phát triển tiên đạo, biến nó thành đạo giáo lớn mạnh nhất ở tất cả các thế giới. Ngô Bình sửng sốt, điều này sao có thể? Thông Thiên, nói thật, ngay cả tiên tổ cũng không đạt được mục tiêu này, vì vậy tôi không có quá nhiều kỳ vọng. Ngô Bình, ông vẫn nên cho tôi xem tài nguyên mà tiên tổ để lại trước thì hơn. Thông Thiên, trong cung này có 7 bảo thất, mỗi bảo thất đều chất đầy bảo vật, cậu có thể tự mình đi xem. Ngô Bình cười nói, tất cả báu vật trong bảo thất bây giờ đều thuộc về tôi sao? Thông Thiên, không sai, đều thuộc về cậu. Có điều, trước khi mở bảo thất, cậu phải làm một việc. Làm xong thì bảo thất mới có thể mở ra. Ngô Bình cau mày, trước đó ông đã nói chỉ cần tới đây là lấy được tài nguyên. Vậy mà giờ còn bắt tôi phải làm gì nữa? Thông Thiên, cứ bình tĩnh, chuyện tốt cần phải có thời gian. Ngô Bình, được, vậy phải làm gì mới mở được bảo thất đầu tiên? Thông Thiên, trở thành thần tiên vương. Ngô Bình rất kinh ngạc, thần tiên vương. Việc đó không phải chỉ dành cho thần tộc thôi sao? Vì sao lại muốn tôi trở thành thần tiên vương? Thông Thiên, lúc trước, thần tộc là khắc tinh của tiên tộc. Tuy rằng tiên đạo hiện tại đã bị cậu tách ra độc lập khỏi tiên tộc, nhưng cái gai trong mắt là thần tộc vẫn tồn tại. Để bù đắp thiếu sót của tiên đạo, cậu định phải tu luyện đạo của thần tộc. Ngô Bình, thần tiên vương là đại cảnh giới thứ 2 của thần tiên kinh, tôi giờ mới chỉ ở đại cảnh giới đầu tiên. Thông Thiên, không sao, cậu có đủ thời gian tu luyện. Ngô Bình, tôi lấy trước chút tài nguyên cũng không được sao? Thông Thiên, không được. Ngô Bình lắc đầu, được vậy tôi quay về đã. Việc đi lại này không mất nhiều thời gian. Sau khi ra khỏi đó, anh đến Thông Thiên thần thổ và trở lại Huyền Nguyên môn xem xét tình hình. Trương Quân đang trấn giữ Huyền Nguyên môn, cậu ấy là hóa thân của Ngô Bình nên anh càng mạnh, Trương Quân cũng sẽ càng mạnh. Vì vậy Huyền Nguyên môn ở nơi này đã phát triển lớn mạnh, trở thành thế lực không ai dám chọc vào. Vừa thấy anh, Trương Quân nói ngay, chờ anh lâu lắm rồi. Ngô Bình, cậu tìm tôi có việc gì sao? Trương Quân, đã tìm thấy tung tích của kẻ thù, tôi muốn đi giết hắn. Ngô Bình vươn tay chỉ vào ấn đường Trương Quân, nói tôi cho cậu mượn 5 thành công lực, đi sớm về sớm. Sau khi được truyền công lực, khí tức của Trương Quân bạo phát. Cậu cười lớn một tiếng rồi hóa thành một đạo tiên quang rồi biến mất.
Sau khi Trương Quân đi khỏi, Ngô Bình liền ở lại Huyền Nguyên môn giảng pháp cho các đệ tử nhiều ngày liền. Anh giảng về Huyền Nguyên tiên đạo, bản chất chính là tu tiên. Muốn giảng giải cho người khác thì bản thân trước tiên phải nắm vững. Điều đó cũng khiến Ngô Bình càng có dịp củng cố và hiểu rõ hơn những kiến thức này. Chỉ trong vài ngày mà anh thành công đột phá đến cảnh giới thứ tư của Thần Tiên Kinh. Cảnh giới này nằm trong đại cảnh giới thứ hai của Thần Tiên Kinh. Người tu luyện tới đây gọi là Thần Tiên Vương. Bất ngờ đột phá được cảnh giới khiến anh vui mừng khôn xiết, nhưng cũng không vội vã quay lại thượng thiên giới mà tiếp tục đột phá cảnh giới tiếp theo là cảnh giới thứ năm Thần Tiên Kinh. Thấm thoát đã 10 ngày trôi qua, đợi khi anh đột phá cảnh giới lần nữa xong thì xuất quan. Trương Quân đang đợi ở ngoài. Thấy cậu, Ngô Bình hỏi, báo thù xong chưa? Trương Quân gật đầu, hắn ta căn bản không đỡ nổi một trường, có điều người bảo vệ hắn thì có chút sức mạnh. Tuy nhiên, cũng chỉ tốn chút công sức mà thôi. Ngô Bình gật đầu, vậy thì tốt rồi. Cậu là kiếp nạn thánh nhân của tôi, giờ mọi chuyện ổn rồi thì cậu có thể rời khỏi đây. Nói rồi, anh thu lại 5 thành công lực. Xung quanh Trương Quân tỏa ra một luồng sáng, khí tức trở nên vô cùng huyền diệu. Ngô Bình chém một nhát vào không trung, như thể đang chém đứt mối liên hệ giữa hai người họ. Sau đó anh nói, từ giờ trở đi, cậu là hóa thân đã cắt đứt liên hệ với tôi, sau này hai ta sẽ không liên quan đến nhau nữa. Trương Quân cúi đầu, đa tạ. Ngô Bình cười nói, cứ đi tung hoành ngang dọc đi, nếu có việc cần thì tới tìm tôi. Trương Quân gật đầu rồi hóa thành một luồng sáng và biến mất. Sau khi Trương Quân đi khỏi, thế giới tâm linh của Ngô Bình càng được đả thông, dễ dàng lĩnh ngộ thức cuối cùng của cảnh giới võ thánh là Mạt Thế Quyền. Mạt Thế Quyền này có chút uy lực của đại kiếp kỷ nguyên, uy lực mạnh kinh hoàng. Đến cả Ngô Bình thi triển nó mà còn cảm thấy quyền thức này có sát lực quá mạnh, không thể tùy tiện sử dụng trong mọi trường hợp. Vài ngày sau, anh đột phá đến cảnh giới cao nhất của Thần Tiên Vương, cảm thấy trong người khí tức tràn trề. Anh đã trở thành Thần Tiên Vương nên có thể đi mở bảo thất đầu tiên. Sau khi dặn dò đệ tử trông coi Huyền Nguyên Môn, anh đi tới Thượng Thiên Giới. Thượng Thiên Giới có 7 bảo thất được tiên tổ thông thiên để lại. Trước khi mở mỗi bảo thất đều phải hoàn thành một nhiệm vụ. Trở thành Thần Tiên Vương chính là nhiệm vụ để mở bảo thất đầu tiên. Thông thiên, chúc mừng, cậu đã trở thành Thần Tiên Vương. Tiếp theo, hãy mở bảo thất đầu tiên. Ngô Bình từ lâu đã nóng lòng mở bảo thất, anh nói, mau lên nào. Trước mặt anh hiện ra một cánh cổng màu vàng, đằng sau cánh cửa có lớp sương mù màu tím phát sáng. Anh không do dự mà lập tức bước vào bên trong cánh cửa. Đằng sau nó là một không gian rộng lớn. Ở đây chứa đầy sách, loại nào cũng có. Nào là tuyển tập kinh sử, sách của các vị hiền triết, nhưng nhiều nhất là các tác phẩm nghiên cứu tiên đạo mà người đi trước để lại. Nhìn thấy đống sách này, Ngô Bình không những không cảm thấy thất vọng mà còn vô cùng mừng rỡ. Anh lập tức lật mở sách, bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Con người có thể phát triển đi lên chính là do có được tri thức mà đời trước để lại. Một người có tài năng đến đâu thì cũng không thể tự mình tạo ra mọi thứ. Chỉ có cách đứng trên vai những người đi trước thì mới có thể tạo ra những thành tựu ngày càng rực rỡ. Anh bình tâm lại, chuyên tâm đọc sách. Anh đọc sách liền 2 ngày. Sau đó mang toàn bộ sách cất vào động tiên để có thể đọc bất cứ lúc nào. Khi anh đi ra khỏi cánh cổng màu vàng, thông thiên nói, tiếp theo, cậu cần cải tổ lại tiên đạo, tạo ra con đường tu tiên của riêng cậu. Làm được điều này là có thể mở ra bảo thất thứ hai. Ngô Bình đáp, được, tôi hiểu rồi, tôi đi trước đây. Sau khi rời thượng thiên giới, anh quay về nhà. Sau đó, cuộc sống của anh yên bình trôi qua. Khi rảnh rỗi thì đọc sách hoặc dành thời gian cho vợ con, cách 2 ngày thiết triều một lần. Thực ra những ngày anh không có ở đây, việc quốc gia đều do Đường Tử Di gánh vác. Có nhiều việc đến mức cô ấy không có thời gian nghỉ ngơi. Cũng may cô ấy có tu vi đạo quân nên mới trụ được. Hôm đó thiết triều xong, anh và Đường Tử Di, Khả Nhi cùng đi vào ngự hoa viên ăn đào. Họ ngồi một lát thì vài vị quý phi tới. Ngô Bình liền lấy đào ra chia cho họ. Đột nhiên có người đưa tới một bức mật thư. Sau khi mở ra thì đây là thư của Tây Lương nữ đế Mộc Thiên Tuyết gửi tới. Thư nói Hoàng đế Thiên Hành đang chiêu mộ đại quân,
chuẩn bị tiến đánh Tây Lương. Hơn nữa, hình như mấy nước nhỏ bên cạnh cũng liên thủ cùng Hoàng đế Thiên Hành. Với binh lực hiện tại của Tây Lương, chỉ e không thể đối phó được. Mục Thiên Tuyết giờ đang không biết phải làm sao. Xem xong mật thư, Ngô Bình sai người đem bản đồ mới nhất của lục địa Hồng Hoang đến. Có thể thấy, giữa Tây Lương và đế quốc Thiên Võ cách nhau hàng triệu dặm, hơn nữa ở giữa còn có đế quốc Thiên Hành. Giữa đế quốc Thiên Hành và đế quốc Thiên Võ còn có một liên minh bộ lạc. Bộ lạc này đã gần như một quốc gia, diện tích của nó cũng rất lớn, thậm chí còn lớn hơn đế quốc Thiên Hành mười mấy lần. Sau khi xem xong bản đồ, anh bảo mọi người tiếp tục ở lại đó thưởng hoa, còn anh thì đi thẳng tới Tây Lương. Trong cung điện của đế quốc Tây Lương, nữ đế Mộc Thiên Tuyết đang đối diện với đám quần thần khuyên nhủ cô xin hàng. Điện hạ, Hoàng đế Thiên Hành lần này thực sự đã huy động 5 triệu đại quân. Hơn nữa còn được yêu thần giúp sức, góp thêm 3 triệu yêu binh. Đúng vậy điện hạ, chúng ta không chống đỡ nổi đâu. Vì bách tính, vì giữ lại giọt máu của tiên đế, xin đừng cố chấp nữa. Chúng ta phải rút lui đúng lúc để bảo toàn lực lượng. Điện hạ, hoặc bỏ chạy, hoặc đầu hàng, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác. Mộc Thiên Tuyết nhắm chặt mắt lại, trong lòng vô cùng bối rối. Cô không muốn từ bỏ sản nghiệp phụ hoàng để lại, nhưng những đại thần này nói cũng có lý. Huyền Bình, anh nghĩ tôi nên làm thế nào đây, trong lúc bất lực như thế này, cô nghĩ tới Ngô Bình. Không được bỏ chạy, cũng không được đầu hàng. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Nghe thấy giọng nói này, Mộc Thiên Tuyết mắt sáng lên, hỏi, Huyền Bình, anh tới rồi sao? Vài giây sau, một thân ảnh xuất hiện ở giữa cung điện, Mộc Thiên Tuyết vội chạy tới đón. Cô ấy mừng rỡ nói, cuối cùng cũng đợi được anh tới rồi. Ngô Bình, Thiên Tuyết, cô không những không cần đầu hàng mà còn có thể nhân cơ hội này diệt đế quốc Thiên Hành, giành lại những gì vốn thuộc về mình và báo mối huyết hải thâm thù cho phụ hoàng. Mộc Thiên Tuyết cười khổ, tôi cũng muốn báo thù nhưng sức mạnh của chúng tôi không thể so với đế quốc Thiên Hành. Huống hồ, hắn ta còn được yêu thần và 6 nước chư hầu giúp sức. Ngô Bình, cô yên tâm, có tôi ở đây thì dù hắn có thêm bao nhiêu binh lực cũng chỉ như trứng trọi đá thôi. Không cần tôi phải đích thân ra tay cũng có thể khiến bọn chúng bị tiêu diệt. Mộc Thiên Tuyết có thể không tin bất kỳ ai, nhưng cô ấy nhất định tin tưởng Ngô Bình. Nghe anh nói vậy, cô ấy lập tức nở nụ cười, được, mọi chuyện, tôi đều sẽ nghe theo anh. Các đại thần đều sững sờ. Có người tức giận nói, bệ hạ, đây là ai? Vì sao bệ hạ phải nghe theo anh ta? Sắc mặt Mộc Thiên Tuyết xa sầm, hỗn xược. Vị này là hoàng đế của đế quốc Thiên Võ, là đại thánh đương thời. Còn không mau quỳ xuống. Biết Ngô Bình là đại thánh, đại thần nọ cả kinh. Bất luận bọn họ kiêu ngạo thế nào, trong lòng đang suy nghĩ ra sao, lúc này đều phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Trước mặt đại thánh, bất kỳ trò vặt vãnh và âm mưu quỷ kế nào cũng rất rẻ mạt. Kính chào đại thánh, tất cả đồng thanh quỳ lạy. Ngô Bình mỉm cười, Thiên Tuyết, chúng ta đến thao trường thôi. Hôm nay phải tiêu diệt phản tặc, khôi phục đế quốc Thiên Hành. Mộc Thiên Tuyết gật đầu, được. Tiếng kèn lệnh vang lên, những tướng sĩ tinh nhuệ nhất của Tây Lương đồng loạt tập hợp ở thao trường. Một canh giờ sau, 2 triệu đại quân đã tập trung đông đủ. Các tướng sĩ đứng thẳng người, ngước nhìn Ngô Bình và nữ đế Mộc Thiên Tuyết. Ngô Bình bảo, hơi ít người, nhưng không sao, tôi cho cô mượn 1 triệu linh binh. Trong thần hải của anh vốn có 100.000 linh binh. Có điều tu vi của anh lúc đó không thể so với bây giờ, nên số lượng có hạn. Lúc này, suy nghĩ vừa xuất hiện, anh múa cọ vài cái, trong tích tắc đã tạo ra 1 triệu linh binh. 1 triệu linh binh này mạnh hơn quân tinh nhuệ của Tây Lương rất nhiều. Bọn họ đứng ngay ngắn trên thao trường, khí thế ngút trời. Nhìn thấy những linh binh sinh ra để chiến đấu ấy, các tướng sĩ của Tây Lương đều sững người. Đôi mắt Mộc Thiên Tuyết sáng rực lên. Tốt, các tướng sĩ, phản tặc muốn tấn công Tây Lương chúng ta. Trận chiến này là một mất một còn, hôm nay, ta sẽ tắm máu cùng các tướng, tiến đánh quân phản loạn. Lúc này, ống tay áo của Ngô Bình phất một cái, một luồng tiên quang liền đưa hàng triệu đại quân bay về vùng biên giới, đáp xuống nơi cách đại quân Thiên Hành 100 dặm.
Ngô Bình nói, mọi người chỉ cần dốc lòng quyết chiến, hôm nay quân Tây Lương chắc chắn giành thắng lợi. Dứt lời, anh lấy cọ, giây lát sau đã vẽ ra hàng nghìn cỗ chiến xa khổng lồ và 50 chiến hạm bay với uy lực cực mạnh. Phía Hoàng Triều Thiên Hành cũng lập tức phát hiện đại quân Tây Lương tập kết ở đối diện. Lúc này, Hoàng đế Thiên Hoàng đích thân ra chiến trường chỉ huy. Hoàng đế Thiên Hoàng mặc áo vua, dáng người cao to uy vũ, khi hay tin đại quân Tây Lương đang ở phía đối diện, lập tức cười thật to, tốt lắm. Lần này phải diệt sạch quân thù để phá bỏ mối nguy tiềm ẩn. Ngay tức thì, 3 triệu yêu binh đi đầu xông thẳng về phía quân Tây Lương. Những yêu binh này rất mạnh, chủ yếu là binh hổ và binh gấu. Binh hổ cao hơn 3 mét, móng vuốt và răng đều sắc nhọn, binh sĩ cấp địa tiên hoàn toàn không phải đối thủ, dù là hư tiên cũng khó lòng đánh bại chúng. Binh gấu có sức mạnh vô biên, sử dụng binh khí nặng, có thể làm tường thành thủng lỗ bằng một cây búa khổng lồ, là một trong những loại binh có sức tấn công nhất trong yêu binh. Ngoài ra còn có binh vượn bắn cung chuẩn xác, binh ưng giỏi đánh giết trên không, cộng thêm binh báo có khả năng đột kích rất nhanh. 3 triệu yêu binh chia làm 3 đường, phía trước tiến đánh, trái phải đánh bọc sườn, muốn tiêu diệt đại quân Tây Lương trong một lần hành động. Ngô Bình vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở đối diện. Thấy yêu binh xuất trận trước, anh bảo Thiên Tuyết, trận đầu tiên, hãy để tôi thử thần hải linh binh của mình nhé. Mục Thiên Tuyết gật đầu, được. Thắng một trận nhỏ trước để tiếp nhuệ khí cho các tướng sĩ Tây Lương. Lời vừa dứt, Ngô Bình liền phất tay. 1 triệu linh binh cưỡi chiến xa và chiến hạm bay xông về phía đại quân yêu tộc. Hai bên tiến lên với tốc độ cực nhanh, chỉ sau vài phút đã va chạm nhau. Ngô Bình quan sát từ trên không, điều động binh mã, đan lát đội hình theo ý mình. Bất chi bất giác, anh đã sử dụng chiêu thức trên kỳ phổ, mỗi một linh binh là một quân cờ. Thao tác này, yêu binh hoàn toàn không làm được, chẳng mấy chốc đã bị linh binh giết chết 1/10. Trước mặt linh binh, binh hổ yêu hùng mạnh cũng chẳng phải là đối thủ. Linh binh do Ngô Bình đặc biệt chế tạo ra để làm cỗ máy chiến đấu hoàn hảo dùng trong chiến đấu, 1 phần sức mạnh có thể sản sinh 3 phần sức sát thương. Tuy bọn hổ yêu này không yếu, nhưng 2 phần sức mạnh của chúng chỉ có thể phát huy 1 phần sức sát thương. Hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chiến xa của Ngô Bình cũng rất mạnh, chuyên chiếm cứ những điểm mấu chốt, cộng thêm việc Ngô Bình giỏi điều binh, lấy chiến trường làm bàn cờ, chẳng mấy chốc đã nắm chắc phần thắng. Trận chiến diễn ra được nửa giờ, yêu binh đã thương vong gần 1/3, liên tục lùi về. Lúc này, 2 yêu tướng đột nhiên bay vút lên rồi tấn công về phía Ngô Bình. Bọn họ đã sớm phát hiện sự quan trọng của Ngô Bình, cuối cùng cũng ra tay giết anh. 2 yêu tướng này đều có năng lực ở cấp đạo quân. Nhưng đáng tiếc, trước mặt Ngô Bình, bọn họ hoàn toàn yếu thế. Anh chỉ cần nhẹ nhàng phất tay một cái, 2 người này liền hóa đá, biến thành tượng đá rồi rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh vụn. Cùng lúc ấy, Ngô Bình niệm chú, tất cả linh binh đều phát sáng. Đây là thánh thuật chúc phúc của anh, có thể giúp thực lực của linh binh tăng hơn gấp đôi, không còn e ngại đau thương, thân pháp cũng nhanh nhẹn hơn. Yêu binh thương vong nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã tổn thất hơn phân nửa. Yêu soái kia thấy không ổn, lập tức giống to, yêu binh bắt đầu rút lui. Ngô Bình cười khẩy, nói với Mộc Thiên Tuyết, chúng ta thừa cơ tiến đánh đại quân Thiên Hành, hoàng đế phản tặc đang ở đó. Tôi bắt hắn rồi sẽ để cô trả thù. Ngay lập tức, mấy triệu đại quân xô đẩy về phía trước. Các yêu binh cũng mặc kệ đế quốc Thiên Hành, bay thẳng lên không trung để chạy trốn. Ngô Bình cũng chẳng để ý đến chúng, mục tiêu của anh là Hoàng đế Thiên Hành, đám yêu binh này không còn quan trọng nữa. Hoàng đế Thiên Hành không ngờ yêu binh hùng mạnh lại thất bại, lúc này mặt mũi đã xám xịt, biết mình xong đời rồi. Bệ hạ, mau chạy đi, một cận thần run rẩy nói, biết rõ đã hết hy vọng. Chạy, chạy đi đâu, ánh mắt của Hoàng đế Thiên Hành có phần thẫn thờ, mất đi đế quốc Thiên Hành, ta không còn trốn dung thân. Bây giờ chỉ có thể liều thôi. Cận thần thấy hắn không chạy, lập tức tìm cơ hội, dẫn mấy binh sĩ tháo chạy trước. Đại quân Tây Lương đến rất nhanh, ngay cả yêu binh còn không phải đối thủ của họ, đại quân Thiên Hành đã mất hết sĩ khí từ lâu, chỉ chống cự mang tính tượng trưng, thấy linh binh quá khủng khiếp bèn đồng loạt quỳ xuống đầu hàng.
Những binh sĩ này vốn là tướng sĩ của Thiên Hành. Mục Thiên Tuyết lập tức cao giọng nói, người đầu hàng không bị giết, chức quan không đổi, còn được trọng thưởng. Các tướng sĩ cũng hiểu ra, đánh thì không thắng được, mà không cần liều mạng lại có thể duy trì hiện trạng, cớ sao không tự nguyện làm kia chứ? Có một người đầu hàng thì sẽ có một nhóm người đầu hàng rồi thì sẽ có thêm nhiều người noi theo. Chưa đầy một khắc, toàn bộ 5 triệu đại quân Thiên Hành đã quỳ xuống đất, thề rằng sẽ trung thành với Mục Thiên Tuyết. Ngô Bình đã bắt được Hoàng đế Thiên Hành từ lâu, anh vươn tay túm hắn từ trong một đám cao thủ, tựa như xách một con gà con trong tay vậy. Thấy Hoàng đế Thiên Hành cũng đã bị bắt, lý do kiên trì cuối cùng của các quan văn võ cũng không còn. Họ thi nhau quỳ xuống đất, tham kiến nữ đế. Thấy các quan thần quỳ rạp, Mục Thiên Tuyết không khỏi cảm thán muôn phần. Cô ấy cúi người thật sâu trước Ngô Bình, cảm ơn, Huyền Bình. Nếu không nhờ anh ra tay giúp đỡ, e rằng hôm nay tôi đã phải chạy trốn khỏi nơi này rồi. Ngô Bình đáp, không cần khách sáo, Thiên Tuyết. Tiếp theo, cô phải hợp nhất Tây Lương và Thiên Hành lần nữa để khôi phục Hoàng Triều Thiên Hành. Mục Thiên Tuyết gật đầu, ừ. Mấy ngày sắp tới, e là tôi phải nhờ anh trấn thủ nơi này, chờ đến khi sóng gió qua đi. Ngô Bình cười nói, không thành vấn đề. Mục Thiên Tuyết đi thẳng đến Hoàng Cung của Hoàng Triều Thiên Hành, đại xá thiên hạ trong hôm đó, xử trí một số quan thần trước đây đã phạm gây ra tội ác, phong thưởng cho những quan thần lập công hôm nay, và trọng dụng lại những quan thần giỏi như Tả Long Khâu. Ngô Bình không cần tham gia. Anh để lại 1 triệu linh binh để hỗ trợ Mục Thiên Tuyết, bản thân thì ăn uống vui chơi ở Hoàng Thành. Người khác cũng không biết thân phận của anh, chỉ thấy vị này rất giàu có, tiêu bao nhiêu tiền cũng chẳng buồn chớp mắt lấy một cái. 3 ngày sau, kẻ đã cướp nước cựu Hoàng đế Thiên Hành, bị chém đầu thì chúng. Mục Thiên Tuyết trở thành tân vương, hiệu Vĩnh Hân, năm nay là nguyên niên Vĩnh Hân. Hôm nay Ngô Bình đang ở một nhà hàng, nếm thử vài món đặc sắc của họ. Bỗng anh hơi cau mày, ngẩng đầu nhìn lên cao. Lúc này, một yêu thần và các yêu khác đang xuất hiện giữa không trung, thân hình lúc ẩn lúc hiện. Một con hổ yêu nói, yêu thần, quốc gia nhỏ bé này đã giết cả 1 triệu yêu binh của chúng ta, tuyệt đối không thể bỏ qua cho họ. Yêu thần là một cô gái có vẻ ngoài lộng lẫy lạ thường, mặc áo choàng đỏ rực, tóc dài buông xõa như thác nước. Yêu thần lãnh đạm nói, thế thì tiêu diệt quốc gia này đi. Các yêu đang chuẩn bị ra tay thì trong lãnh thổ của Hoàng Triều Thiên Hành, một ngọn núi cao mọc từ đất bằng, xuyên thẳng qua các tầng mây. Trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện 2 chữ, Huyền Nguyên. 2 chữ này tỏa ra thánh uy kinh người, phóng thẳng lên trời, khiến yêu thần kia kinh ngạc. Ở đây có đại thánh, yêu thần trầm giọng. Ngô Bình buông đũa, thờ ơ bảo, các ngươi đến từ đâu thì về đó đi. Nhớ để ta ra tay đánh chết các ngươi thì không hay đâu. Yêu thần lạnh lùng hừ giọng, anh là đại thánh thì sao chứ? Yêu thần này sợ anh chắc. Ngô Bình đáp, nếu không phục, có thể đấu một trận. Lặng im hồi lâu, yêu thần nói, anh là đại thánh của nhân tộc, tôi nể mặt anh. Dứt lời, yêu thần cùng thuộc hạ liền biến mất, tai họa của nước Thiên Hành đã được Ngô Bình xóa bỏ bằng một câu nói như thế. Ăn cơm xong. Ngô Bình đứng dậy về hậu cung, đi được nửa đường, anh đột nhiên đứng lại, ra là vừa nhận được tin từ Cổ Luyện Kim. Cổ Luyện Kim nói nó đã phá giải khối lập phương bí mật, nhưng hiện nay có chút mất kiểm soát, cần anh lập tức qua đó một chuyến. Trước đây anh từng lấy thiên thạch sắt và một ít kim mẫu, tiện thể bảo Cổ Luyện Kim giúp anh nghiên cứu về khối lập phương. Vừa nhận được tin, anh lập tức đến cổ giới. Lúc này, Cổ Luyện Kim đang đau đớn nằm trong động. Cơ thể phát ra ánh sáng 7 màu. Ngô Bình đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, hỏi ngay, Cổ Luyện Kim, sao vậy? Cổ Luyện Kim đáp, anh đến rồi, mau đem nó đi. Ngô Bình quan sát kỹ hơn, bên trong động thiên của Cổ Luyện Kim, khối lập phương bí mật đã được gỡ ra, biến thành một cánh cổng. Cánh cổng này giải phóng năng lượng rất khủng khiếp, trong cửa có ánh sáng 6 màu đang dâng trào. Anh vươn tay chộp lấy. Đặt cánh cổng ra trước mặt mình. Ngô Bình cảm thấy sau cánh cổng này hình như liên kết với một vũ trụ lớn mạnh và bí ẩn. Vũ trụ này rõ ràng không giống vũ trụ anh đang ở. Ngoài ra, bên cạnh cánh cổng còn có 12 phù văn, dường như tượng trưng cho điều gì đó.
Anh vừa áp chế cánh cổng vừa cười hỏi, Cổ Luyện Kim, sao ngươi phá giải được vậy? Cổ Luyện Kim đáp, nó làm bằng kim loại, chỉ cần có kim loại là tôi phá giải được thôi. Ngô Bình nói, làm tốt lắm, ta sẽ mang cánh cổng này đi. Cổ Luyện Kim bảo, để lại thì tôi cũng không chấn áp nổi. Ngô Bình cất cổng vào, đoạn chỉ tay vào người Cổ Luyện Kim, một luồng thánh ý truyền vào cơ thể nó. Toàn thân nó run lên, đây là... Ngô Bình đáp, ta đã để lại một luồng sức mạnh trong cơ thể ngươi. Sau này khi ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ xuất hiện cứu ngươi một lần. Cổ Luyện Kim cảm mừng, cảm ơn Đại Thánh. Tạm biệt Cổ Luyện Kim, Ngô Bình nghĩ đến khối thiên thạch sắt. Khối sắt không hề tầm thường, dùng nó để chế tạo thánh khí thì sao nhỉ? Anh trở về đế quốc thiên võ, bắt tay vào việc chế tạo thánh khí. Anh lấy thiên thạch ra, dùng năng lực của Đại Thánh để chiết xuất thiết mẫu từ trong đó, sau đó trộn với kim mẫu lấy được từ chỗ Cổ Luyện Kim, làm thành hình dạng của một cái ấn lớn. Chỉ là ấn này không có uy lực gì. Anh ngẫm nghĩ, đoạn lấy ra ấn thiên đạo kia. Nó từng là ấn tín thiên đế, ẩn chứa uy năng tối thượng. Lúc này, thiết mẫu của Ngô Bình đã bao bọc ấn thiên đạo, đồng thời anh bắt đầu luyện hóa ấn này. Anh đã trải qua 3 lần kiểm tra mới có được ấn thiên đạo này, ngoài ra còn có 2 chiếc chìa khóa, có thể mở cánh cổng thứ 4 và thứ 5 của ngân khố đại thương. Anh sử dụng năng lực đại thánh, kích hoạt sức mạnh chân vương, 99 loại đại đạo ngân vang, dốc toàn lực luyện chế. Điều khiến anh bất ngờ chính là ấn thiên đạo này cực kỳ vâng lời. Dường như nó rất thân thiết với Ngô Bình. Giai đoạn đầu luyện chế vẫn còn vô cùng khó khăn, thậm chí Ngô Bình còn chuẩn bị tế luyện dài hạn. Nhưng tế luyện chưa đầy nửa khắc, cấm chế trong ấn thiên đạo đã hoàn toàn mở ra để anh tế luyện. Một ngày sau, thiết mẫu và ấn thiên đạo hợp nhất, đồng thời 99 loại đại đạo mà anh lĩnh ngộ trước đó đã hoàn toàn hòa vào trong ấn lớn, hình thành 99 đạo văn ở bề mặt, khiến khí thế của ấn thiên đạo ngày hôm nay thêm phần phi phàm. Vào giây phút tế luyện thành công, thánh uy bùng nổ, rung chuyển đất trời. Hàng trăm triệu thánh uy phun ra từ đỉnh đầu Ngô Bình, hàng vạn đóa sen thánh trong thánh quang phun ra tơ sáng, khí thế ngút ngàn, áp đảo trời đất. Thánh khí lơ lửng trên đỉnh đầu Ngô Bình, trấn áp vận khí thánh đường. Trong thánh đường lập tức sinh ra khí tức thánh đạo, khí tức này sẽ bồi dưỡng thêm nhiều thánh nhân trong tương lai. Đào tạo càng nhiều thánh nhân, năng lực của Ngô Bình sẽ càng mạnh, vì những thánh nhân này đều nương nhờ anh và gọi anh là thánh sư. Nếu một ngày kia, số lượng thánh nhân do Ngô Bình đào tạo vượt quá 1000, anh sẽ đạt đến cảnh giới thiên thánh. Thiên thánh là một ngưỡng cửa, mà một khi đột phá sẽ tạo ra những hiệu quả rất diệu kỳ. Tiếc rằng xưa nay chưa từng có đại thánh nào thật sự đạt đến cảnh giới thiên thánh. Vị đại thánh tài giỏi nhất cũng chỉ bồi dưỡng được 800 thánh nhân. Mạnh như phu tử mà năm xưa cũng chỉ bồi dưỡng ra 72 vị hiền tài và chỉ có một số ít trong đó trở thành thánh. Còn cảnh giới vạn thánh thì càng không có ai đạt được. Cảnh giới này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Một khi đại thánh trở thành thầy của vạn thánh thì sẽ là chí tôn trong thánh, có danh hiệu thánh tôn. Dĩ nhiên, Ngô Bình cũng có thể từ bỏ việc theo đuổi thiên thánh, tiến thẳng đến cảnh giới thánh vương sau đó. Có điều thánh vương độ mình, còn thánh sư, thánh tôn thì độ mình độ người. Sự khác biệt của hai bên cũng tương tự với nhà Phật, thánh sư tương đương với Bồ Tát phổ độ chúng sinh, thánh vương độc tu thì tương đương với La Hán tự độ mình. Điều Ngô Bình hướng đến tất nhiên là thiên thánh, vạn thánh. Tuy con đường này rất gian khó, anh cũng không biết mình có thể đi đến cuối hay không, nhưng bất luận ra sao cũng phải thử một phen. Sau khi ngưng tụ thánh khí, anh mất vài ngày mới có thể ổn định nó. Sau đó anh chính thức đến ngân khố của đại thương, mở cánh cổng thứ 4 và cánh cổng thứ 5. Anh tìm những người am hiểu về tình hình ngân khố, trong đó có Tư Không Vũ. Tư Không Vũ nắm minh quyền trong tay, là một người cực kỳ quan trọng bên cạnh anh, nghe vậy bèn bẩm báo, bệ hạ, ngân khố đại thương mà tôi nắm giữ, ngay cả tôi cũng không thể di chuyển hay mở ra. Nhưng đó vẫn chưa phải gốc rễ của đại thương. Gốc rễ của đại thương nằm ở 5 kho bí mật lớn nhất. 2 chiếc chìa khóa trong tay bệ hạ lần lượt tương ứng với kho bí mật thứ 4 và thứ 5 của đại thương. Ngô Bình hỏi, Tư Không Vũ, ông có biết lai lịch của kho bí mật không?
Tư Không Vũ đáp, năm kho bí mật này là báu vật của năm kẻ mạnh kỷ nguyên. Chìa khóa mà bệ hạ lấy được chỉ có thể giúp bệ hạ tìm thấy kho bí mật. Về việc có thể mở kho bí mật hay không, thần cũng không dám phán đoán. Ngô Bình kinh ngạc, báu vật của kẻ mạnh kỷ nguyên. Tư Không Vũ gật đầu, đúng vậy, là kẻ mạnh kỷ nguyên. Có điều bệ hạ sở hữu vận khí lớn, chắc hẳn sẽ có cơ hội mở một, hai cái. Ngô Bình khẽ gật đầu, lại hỏi những người khác, ý kiến của họ về cơ bản đều giống Tư Không Vũ. Họ thậm chí còn đề nghị Ngô Bình đừng đi mở kho bí mật, cho rằng làm vậy quá nguy hiểm. Không mở kho bí mật, dĩ nhiên Ngô Bình không từ bỏ. Anh cầm lấy chìa khóa kho bí mật thứ 5, kích hoạt bằng tiên lực. Chìa khóa phát ra một luồng sáng, sau đó Ngô Bình biến mất. Giây tiếp theo, anh xuất hiện trước một cánh cổng. Trong cổng là một khoảng đen ngòm, khiến người ta sợ đến tê cả da đầu. Anh nheo mắt, lẩm bẩm, trong này là gì nhỉ? Ngô Bình dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, chuẩn bị quan sát. Nhưng lần này lại mất tác dụng, đôi mắt anh chẳng nhìn được gì, chỉ thấy một màu đen. Không nhìn thấu được, anh không dám tùy tiện bước vào, khẽ thở dài, đoạn tự nhủ, lẽ nào lại từ bỏ như vậy sao? Lúc này, cánh cổng do khối lập phương hình thành trong động thiên của anh đột nhiên rung lên. Ngô Bình ồ lên, lập tức lấy cổng ra. Khi cánh cổng này gặp cổng của kho bí mật, cổng ánh sáng bỗng nhiên áp sát lại rồi bao bọc nó. Rồi cảnh tượng đằng sau cánh cổng ánh sáng dần rõ ràng hơn, hiện ra khung cảnh bên trong cổng. Đôi mắt sáng rực lên, Ngô Bình mừng rỡ nói, cổng ánh sáng này có công dụng như vậy ư? Sau cổng là tầng tầng lớp lớp cấm chế rất khủng khiếp. Những cấm chế này, chỉ kẻ mạnh kỷ nguyên mới có thể phá giải, hiện tại anh vẫn chưa làm được. Khẽ thở dài, anh cất cổng ánh sáng vào, quay người rời khỏi nơi này. Xem ra chỉ khi năng lực của anh đủ mạnh, mới đủ tư cách vào kho bí mật khám phá. Về Hoàng Cung, anh tiếp tục tu luyện võ nghệ công pháp trong điện đường cực võ trên nền tảng cảnh giới thánh võ. Trước đó anh đã luyện thành hoàng cực võ thể, hiện nay tu luyện tiếp 3 loại công pháp sau đó, vũ khí trật tự, thiên cương chỉ, vũ vương công. Vũ khí trật tự sẽ ngưng tu lực trật tự trong vũ trụ thành vũ khí phán quyết, dùng để giết kẻ địch, hoặc phá giải trận pháp và lớp phòng ngự của đối phương. Vũ khí trật tự mà đã thi triển thì không bao giờ gặp bất lợi, dù là đạo tôn, đại đạo tôn cũng khó lòng chống cự, là một loại võ học cực kỳ mạnh. Thiên cương chỉ là hấp thụ lực chí cương trong trời đất rồi lưu trữ ở đầu ngón tay. Một khi chỉ ngón tay vào thì vật nào cũng có thể phá hủy, là một đòn giết người. Cuối cùng là Vũ Vương Công. Vũ Vương Công là một bộ công pháp lĩnh ngộ không gian vũ trụ, có 4 tầng. Nếu có thể tu luyện đến tầng thứ 3 thì được gọi là chủ của không gian, tu luyện đến tầng 4 thì được gọi là Vũ Vương. Việc tu luyện vũ khí trật tự không thể làm khó Ngô Bình. Anh mất 2 ngày đã luyện thành rồi. Hơn nữa, vũ khí trật tự còn có thể bổ trợ cho vũ khí của anh, tăng cường sức sát thương của vũ khí. Thiên cương chỉ thì khá phiền phức. Anh tu luyện 2 ngày mà ngay cả ngưỡng nhập môn cũng không đạt được, nguyên nhân là lực chí cương quá khó hấp thu và tìm kiếm. Vào thời điểm thiên cương chỉ của anh đang tiến triển chậm chạp, có người đến bẩm báo, bệ hạ, tiên đình cử sứ giả đến yêu cầu gặp bệ hạ. Nghe xong, Ngô Bình rất bất ngờ. Sao mình lại không có tin tức gì nhỉ? Anh hỏi, là sứ giả của bộ phận nào trong tiên đình, có mục đích gì? Người kia đáp, là sứ giả của thuế nha, tiên đình, có thể đến để thu thuế ạ. Ngô Bình cau mày, thu thuế. Anh cười khẩy, đoạn bảo, đưa khách lên điện, trẫm sẽ đến gặp. Lúc này, trong một điện phủ ở hậu cung, một nam tu sĩ đang cao ngạo ngồi đó, với 12 tùy tùng đứng sau. Người này chính là quan thuế của thuế nha tiên đình, đến đây để bàn bạc về chuyện trưng thuế của nước thiên võ. Hiện giờ, đường tử di đang tiếp đón vị quan thuế này ở điện, dò hỏi thông tin trước. Không biết quan trên đến đây có điều gì chỉ giáo, cô ấy hỏi. Quan thuế quét mắt tới lui khi nhìn đường tử di, cực kỳ bất lịch sự, đoạn cười bảo, nước thiên võ cũng có người đẹp đấy nhỉ, cô đây là hoàng hậu sao? Nhận ra ngôn từ của đối phương có ý trêu cợt, đường tử di nghiêm nghị đáp, quan trên, bản cung chính là hoàng hậu thiên võ, đồng thời, cô ấy tỏa ra khí tức đại đạo quân của mình.
Quan Tuế cả kinh, anh ta chỉ là chân tiên, nhưng người trước mặt lại là đại đạo quân. Trước mặt đại đạo quân, tất nhiên anh ta không dám cản rỡ, vội vàng nói kính chào hoàng hậu. Ngừng lại một chút, anh ta chợt cảm thấy làm vậy thật mất mặt, lại ngẩng đầu lên, phụng lệnh từ các đại nhân của thuế nha, tôi đến nước Thiên Võ để bàn bạc về chuyện trưng thu thuế. Trưng thu thuế gì cơ? Đại Thiên Tôn đã ra ý chỉ, đại lục hồng hoang của phía Nam Nam Thiên Môn đều có thể là lãnh thổ của nước Thiên Võ. Nước Thiên Võ chỉ quy phục, không cần nộp thuế. Đúng lúc này, Ngô Bình bước đến, lạnh lùng nhìn vị quan thuế kia. Khí tức của Ngô Bình quá mạnh, vị quan thuế vốn muốn kiêu ngạo một chút, nhưng vừa giáp mặt Ngô Bình, khí tức đại thánh chân vương của anh đã khiến anh ta không thở nổi. Đây cũng là ý đồ của Ngô Bình, anh muốn trấn áp sự ngạo mạn và vô lễ của người này. Quan thuế cảm thấy khó chịu khắp toàn thân, suýt nữa đã quỳ sụp xuống, nói năng cũng không lưu loát. Anh ta nghiến răng, hạ quan, tham kiến quốc vương Thiên Võ. Ngô Bình sảng khoái ngồi trên ghế, lãnh đạm nói, anh có thể quỳ xuống nói. Quan thuế quỳ xuống đất trong nhục nhã, chỉ khi ngẩng đầu mới có thể nói chuyện với Ngô Bình. Là Đại Thiên Tôn bảo các anh thu thuế hay chỉ đơn giản là thuế nha muốn thu thuế của nước Thiên Võ, anh thẳng thừng tra hỏi, như thể người quỳ trước mặt là tội phạm. Quan thuế không muốn trả lời nhưng miệng lại không nghe theo suy nghĩ, là ý của thuế nha. Ngô Bình hỏi, ngoại trừ nước Thiên Võ, thuế nha còn thu thuế của nước phụ thuộc nào khác không? Quan thuế đáp, đang chuẩn bị, nước Thiên Võ hiện là nước cần thu thuế đầu tiên. Ngô Bình hỏi, vì sao phải thu thuế của nước Thiên Võ? Nước Thiên Võ không phải thế lực lớn gì cả, trưng thu thuế cũng chẳng được bao nhiêu. Quan thuế đáp, tiền thuế thật ra cũng không ít. Ngô Bình hỏi tiếp, ồ, các anh định thu bao nhiêu? Quan thuế nói, thu thuế theo diện tích và dân số, nước Thiên Võ phải nộp khoảng 2,5 nghìn tỷ tiền đạo. Ngô Bình đập bàn, 2,5 nghìn tỷ, thuế nha các anh thèm tiền đến phát điên rồi à? Quan thuế đáp, đây là kết quả mà thuế nha tính ra. Ngô Bình cười khẩy, nếu tôi không nộp thì sao? Quan thuế, không nộp thuế, chính là phản nghịch Tiên Đình. Đương nhiên Tiên Đình sẽ không khoanh tay ngồi yên, chắc chắn sẽ xuất binh tiến đánh nước Thiên Võ. Im lặng một hồi, Ngô Bình hỏi thẳng, có phải nhằm vào nước Thiên Võ hay không? Quan thuế nói, nếu nói là nhằm vào thì đúng là có đôi chút. Ngô Bình hỏi, ô, người muốn nhằm vào nước Thiên Võ là ai? Quan thuế đáp, hạ quan thấp cổ bé họng, không biết rõ những chuyện này. Ngô Bình nói, thế thì các anh quay về đi, bảo với bên quản lý thuế nha rằng nước Thiên Võ sẽ không nộp một xu thuế nào. Nếu có bản lĩnh thì đến đây đòi thuế đi. Quan thuế trả lời, vâng, tôi nhất định sẽ trả lời nguyên văn. Ngô Bình phất tay, người này mới đứng dậy được. Anh ta kinh hãi nhìn Ngô Bình rồi vội vã dẫn tùy tùng rời đi. Sau khi nhóm người của quan thuế đi khỏi, Đường Tử Di nói với vẻ mặt hơi nghiêm trọng, Huyền Bình à. E là chuyện này không dễ giải quyết. Thuế nha quả thật không phải là thế lực lớn gì cả, nhưng họ nắm giữ quyền thu thuế. Chúng ta từ chối nộp thuế, e rằng phía Đại Thiên Tôn sẽ nổi giận, nói không chừng sẽ thật sự xuất binh tấn công chúng ta. Ngô Bình nhẹ nhàng đáp, chắc chắn họ không dám tấn công đâu. Hiện nay Tiên Đình đang thiếu binh sĩ duy trì hiện trạng, làm gì còn binh lính mà đánh anh. Đường Tử Di thở phào, chỉ cần không xuất binh là tốt rồi. Ngô Bình bảo, điều anh lo không phải là Tiên Đình xuất binh đánh chúng ta, mà là sau này đối phương còn dở thủ đoạn nào khác để đối phó chúng ta hay không. Nước Thiên Võ nằm ở phía nam của Nam Thiên Môn, vị trí vô cùng quan trọng, Tiên Đình sớm muộn gì cũng sẽ kiểm soát nơi này. Anh lo rằng sau này bọn họ sẽ lấy chuyện đó làm cái cớ, dùng âm mưu quỷ kế để chia cắt nước Thiên Võ. Đường Tử Di nói, chỉ cần cho chúng ta đủ thời gian, âm mưu quỷ kế có nhiều cách mấy cũng không sợ. Ngô Bình cười bảo, em nói rất chính xác. Sắp tới, anh sẽ bồi dưỡng một số thánh nhân cho đế quốc Thiên Võ. Đường Tử Di kinh ngạc, bồi dưỡng thánh nhân. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy. Bây giờ Hồng Hoang thống nhất, là thời điểm để Thánh Thiên Giáo mở rộng sức ảnh hưởng. Tín đồ của chúng ta càng nhiều, càng dễ bồi dưỡng ra thánh nhân. Đường Tử Di nói, nếu thật sự có thể bồi dưỡng ra thánh nhân,
nước Thiên Võ chúng ta sẽ vững như bàn thạch, không ai có thể nghĩ đến chuyện đánh bại chúng ta nữa. Ngô Bình đáp, đúng vậy, thánh nhân có thể giáo hóa thế nhân, cũng có thể giúp nhân tộc đối chọi với đại tai họa. Nếu chúng ta có đủ nhiều thánh nhân trấn thủ nơi này, dù là thần tộc cũng không thể làm khó chúng ta. Đường Tử Di lo lắng, nhưng Huyền Bình à, bồi dưỡng thánh nhân không hề dễ dàng nhỉ. Ngô Bình cười đáp, tất nhiên rồi. Nhưng bây giờ anh có thánh khí trấn áp thánh đường, chắc chắn có thể bồi dưỡng một ít. Nói đến đây, vẻ mặt anh bỗng phảng phất lo âu. Đường Tử Di hỏi, Huyền Bình à, sao vậy? Ngô Bình khẽ thở dài, anh cảm thấy kiếp đại thánh sắp đến rồi. Bây giờ đang là trước đại tai họa, anh thật sự không nên trải qua kiếp đại thánh này. Đường Tử Di không khỏi lo lắng, Huyền Bình này, kiếp đại thánh còn nguy hiểm hơn đại kiếp thánh nhân lần trước sao? Ngô Bình gật đầu, nguy hiểm gấp 10 lần. Nhưng một khi vượt qua được kiếp này, cảnh giới đại thánh sẽ ổn định hoàn toàn, về sau có thể dễ dàng trở thành thánh vương. Đường Tử Di hỏi, kiếp đại thánh sẽ như thế nào? Chúng ta có thể chuẩn bị trước hay không? Ngô Bình lắc đầu, kiếp đại thánh của mỗi người đều khác nhau. Anh cũng không rõ nó như thế nào, chỉ biết nó sắp đến thôi. Đường Tử Di đáp, vậy chúng ta phải chuẩn bị kỹ hơn. Ngô Bình nói, điều anh lo nhất là khi anh vắng mặt, ai sẽ trấn giữ đế quốc Thiên Võ? Đường Tử Di ướm hỏi, Trương Quân có ổn không? Trương Quân là một hóa thân được Ngô Bình chém ra, năng lực rất mạnh. Ngô Bình lắc đầu, không ổn. Đường Tử Di lại ngẫm nghĩ, vậy, còn Hoàng Nhi? Ngô Bình bật cười, sự lựa chọn trong lòng anh chính là Hoàng Nhi. Mấy ngày sắp tới, anh sẽ giúp con bé nâng cao năng lực cảnh giới. Đường Tử Di nói, còn hỉ bảo nữa, tiềm năng của thằng bé cũng rất lớn. Ngô Bình đáp, ừ. Hỉ bảo rất vâng lời, sau này cứ bảo nó làm việc theo lệnh của em. Hoàng Nhi là đòn tuyệt chiêu, lúc mấu chốt sẽ cần con bé ra tay. Sau khi hai người thương lượng xong, Ngô Bình đến Côn Luân kiếm cung tìm Hỏa Hoàng Nhi. Hỏa Hoàng Nhi đang là người có tu vi cao nhất kiếm cung, đã tu luyện thiên cực kiếm kinh đến tầng thứ 28, thực lực không thua gì Ngô Bình hiện nay. Dáng vẻ của Hỏa Hoàng Nhi bây giờ đã có đôi phần khác biệt so với ngày đầu Ngô Bình gặp cô bé. Hỏa Hoàng Nhi cười hỏi, sao bố lại có thời gian để thăm Hoàng Nhi thế ạ? Ngô Bình bảo, có chút chuyện cần tìm con, tiện thể xem con có tiến bộ gì không? Hỏa Hoàng Nhi kiêu ngạo đáp, dĩ nhiên là có tiến bộ, bây giờ con đã tu luyện đến tầng 28 rồi đấy ạ. Ngô Bình gật gù, thiên cực kiếm kinh này, bố có thể giao toàn bộ cho con rồi. Dứt lời, suy nghĩ vừa xuất hiện, toàn bộ sức mạnh, trí tuệ và kinh nghiệm liên quan đến thiên cực kiếm kinh đều được anh truyền cho Hỏa Hoàng Nhi. Thậm chí, anh còn truyền dạy ván cờ thiên địa tự sáng tạo và kiếm đạo mà mình lĩnh ngộ được cho cô bé. Những thứ này giúp ích rất nhiều cho Hỏa Hoàng Nhi, cô bé lập tức khoanh chân ngồi xuống, lĩnh hội sự huyền diệu của chúng. Ngô Bình chờ hơn một ngày, Hỏa Hoàng Nhi mới mở mắt ra. Khí tức quanh người cô bé đột nhiên trở nên kỳ diệu hơn hẳn. Bất chi bất giác, cô bé lại đột phá một cảnh giới nữa, đã đạt đến tầng 29 của thiên cực kiếm kinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 123.